nghiêm sát sắt, cô gái bị mẹ kế và chồng sắp cưới ức hiếp bị thiêu chết trong căn hộ sau khi trùng sinh về 10 năm trước cô không nghĩ rằng mình lại có thể quen biết hạ đệ nhất đại gia thương nghiệp phó cận sâm gặp nhau trong hoàn cảnh oái oăm bị chính mẹ kế chuốc thuốc loại xuân dược cực mạnh với mục đích bán cho thương nhân với giá cao và còn bị hắn nghi ngờ là người giấu trí bảo của phó gia đúng lúc này vệ sĩ chạy vào thông báo cô gái này bị bắt cóc đến đây không có quan hệ gì với đám người ngoài kia Họ cho cô uống thuốc với liệu cực mạnh nhưng lại không có thuốc giải. Một tiếng súng nổ lên, hắn đã giúp cô phá dây xích rồi bế cô ra khỏi bồn tắm. Sau đó anh nói với vệ sĩ đưa cô đến bệnh viện. Anh ấy sẽ ở lại và tiếp tục lục soát tìm kiếm bảo vật bị đánh cắp. Trong lần cô tỉnh dậy trong bệnh viện lần trước, cô ấy chỉ biết rằng ai đó đã cứu cô ấy và trả viện phí. Bây giờ thì có vẻ cô đã hiểu ra được là ai đã cứu mình sau khi tìm hiểu tình hình hiện tại để trả ơn cứu mạng của anh cô đã nói nơi cất giấu bảo vật bảo vật được giấu trong cốp xe của chúng cô nói cô tình cờ nghe được họ uống rượu và trò chuyện nhưng trên thực tế đây là những gì cô đã thấy trong từ kiếp trước anh ấy yêu cầu cô đến bệnh viện để điều trị trước mọi chuyện ở đây đã có anh rồi và rồi cô thiếp đi trong vòng tay của anh lúc tỉnh lại ở bệnh viện thì sức khỏe của cô đã hồi phục tiền thuốc men cũng đã có người chi trả ra khỏi bệnh viện cô sung sướng hét lớn lên tôi đã trở lại cao tô nhã lâm ngạn ông trời thương xót đã cho tôi quay trở lại rồi đây bất thình lình phó thiếu từ sau cái cây bước ra làm cô giật mình anh tiến lại gần nghiêm nghị bắt đầu hỏi cô có lẽ người khác sẽ bị lừa nhưng anh thì không nói tin tức từ đâu mà cô có nhưng cô lại chẳng kiêng rẻ tự tin đáp tôi cũng chỉ là vì báo đáp ơn cứu mạng của anh nếu như anh lấy oán báo ơn vậy sau này còn gặp lại chuyện này thì tôi sẽ phải cân nhắc chuyện thành tâm đối đãi với anh rồi anh trợn mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng rồi thốt lên rằng vừa rồi cô cười hệt như một kẻ ngốc cô hét toáng lên anh đừng ức hiếp người quá đáng đột nhiên anh đưa hộp cơm qua rồi mỉm cười thân thiện nói đói không tôi nghe nói cô chưa ăn tối cô cũng hết cách với anh đúng là người khó hiểu mà một giây trước tên này còn mang dáng vẻ muốn giết chết mình một giây sau đã mua chuộc mình đây không phải là đang thử thách con tim yếu đuối của mình hay sao nhưng cầm hộp cơm trên tay cô thầm nghĩ anh ta quan tâm tói mình ăn tối hay chưa vậy thì chắc là người tốt nhỉ nghĩ đến kiếp trước mà buồn từ lúc bố mất thì chưa có ai quan tâm tới cô như vậy chưa cảm động được bao lâu mở hộp cơm ra thì cảm lạnh luôn một đồng cá nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận nhưng nhờ có đêm trăng thanh gió mát ấy mà có hai con người đã chấp nhận nhau trở nên gần gũi hơn khi quay trở lại nhà cô quyết tâm sẽ bảo vệ những thứ thuộc về mình và bố không để kẻ nào phá hoại nghiêm gia bố bất ngờ khi nhìn thấy cô ban đầu dự định đến thăm cô sau bữa tiệc nhưng bây giờ có vẻ như cô đã ổn hơn tuy nhiên người em trai mặc dù đang mỉm cười nhưng trong lòng anh ta đang nghĩ rằng sau này anh ta sẽ để người chị dâu này làm lá chắn cho anh ta để anh ta có thể tỏa sáng một lần nữa trong bữa tiệc lúc này ở một góc bữa tiệc hắn ta đã nhìn cô quả nhiên gặp được cô ở đây xem ra đêm nay sẽ rất thú vị sau đó cô bắt đầu màn trình diễn của mình tiến lại gần mẹ kế nói với giọng điệu mỉa mai em trai yêu của con mừng sinh nhật sao gì cao không nói trước với con một tiếng lúc chiều cho con uống thuốc an thần để con ngủ chút nữa may mà con dậy sớm không thì đã bỏ lỡ tiệc sinh nhật của em trai mình rồi mẹ kế vội vàng ngụy biện sao vậy được chứ con nói mấy nay con không khỏe nên gì mới để con nghỉ ngơi chút chúng ta là người một nhà sinh nhật em trai con chúc mừng lúc nào cũng không muộn đúng lúc ba cô nghe được cảm thấy thật khó hiểu và bực mình thầm nghĩ rằng sẽ hỏi tô nhã cho ra lẽ Cô cũng tiết lộ mẹ kế đã cho cô uống thuốc ngủ nhưng mẹ kế nói dối rằng không được khỏe và yêu cầu cô ngủ thêm, về tiệc sinh nhật thì có thể ăn mừng bất cứ lúc nào. Cô kinh ngạc nói ý của dì Cao là người nhà không nên tham gia bữa tiệc này, vậy thì con thật sự quấy rầy rồi, ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, một số người thân ngay lập tức không hài lòng. Sau vài lời giải thích gượng gạo, người mẹ kế yêu cầu anh cắt bánh vì cảm thấy khó xử nên bà ta đã yêu cầu cô cùng cắt bánh cho con trai mình cố ý châm chọc gì cao nói học cách tiết kiệm tiền vậy nên hầu hạ đương nhiên con cũng sẽ học rồi người mẹ kế lập tức sợ hãi lùi lại trước ánh mắt sắc lạnh của cô lúc này bố cô bước tới kéo cô đến và cùng nhau hát những bài hát chúc mừng sinh nhật trong khi các vị khách bắt đầu bàn tán kể về việc mẹ kế của cô đã kết hôn vào gia đình nghiêm ra một cách không chính đáng nhìn thấy mẹ đang khóc nghiêm tinh diệu lập tức chạy đến với vẻ mặt bực tức công khai hỏi cô hôm nay chuẩn bị quà gì Gắt giọng nói rằng mẹ của anh ta đã cho rất nhiều tiền và khẳng định những món quà chắc chắn sẽ không đơn giản. Cô trực tiếp nói với anh ta với giọng điệu mỉa mai và khinh thường rằng mẹ của anh ta chỉ cho cô 200 đồng tiêu vặt và cô phải làm việc nhà 2-3 tháng mới có được. Nhớ lại những lời nói ngu ngốc của bản thân hồi đó càng làm cho cô quyết tâm muốn chơi hai mẹ con nhà này tới cùng. Sau đó cô quyết định tặng cho em trai mình theo một cách khác, cô ta mượn một cây vĩ cầm của một người bạn đang chơi nhạc và sau đó chơi một bản nhạc mà sẽ nổi tiếng khắp thế giới vào 5 năm sau của nhạc sĩ tài năng vẫn chưa được công nhận cho đến khi ông qua đời. Điều này ngay lập tức khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc ngoại trừ người mẹ kế đang run lên vì tức giận trước mặt mọi người. Nghiêm tinh diệu bước lên tức giận giật lấy cây đàn trong tay cô và hét lớn tại sao chị biết chơi vĩ cầm. Chị chưa giờ học nó, chị bật nhạc đệm vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng phó cận thâm đã bước lên bảo vệ và dành lời khen tới bản nhạc vừa rồi của cô. Mẹ kế nhìn thấy hắn ta luôn lạnh lùng xa cách nhưng lại không ngại thể hiện sự ngưỡng mộ đối với cô, mẹ kế càng thêm tức giận. Chứng kiến sự tàn ác bất ngờ, người tặng quà không chỉ khiến mọi người chóng váng khi đến gần trụ sở mà thậm chí còn đỏ bừng má khi nhìn thấy anh ta, người bên cạnh khen nhạc hay y như anh biểu diễn. Sau khi mỉm cười đáp lại để bày tỏ lòng biết ơn, cô liền hỏi, có ai nghe bản nhạc tôi chơi vừa rồi không? Thẳng thắn nói rằng nghiêm sát sát tôi là người có lòng tự trọng, nhưng nếu không chào đón tôi đến bữa tiệc này, tôi chỉ rời đi nghiêm tinh diệu hét lớn đứng lại nghiêm sát sắt nhưng bị bố cô giữ lại nói với giọng giận dữ câm miệng đây là thái độ của một người em đối với chị mình sao bố cô dần nghi ngờ nhiều việc kể từ khi mình vắng nhà và bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ ly hôn với tô nhã trong khi đó cô ra khỏi cửa bắt một chiếc taxi rồi đi mất để mọi người ở bữa tiệc với sự ngỡ ngàng ngơ ngác những câu hỏi thắc mắc rằng phó thiếu và cô thật sự có quan hệ gì mà anh lại nói giúp cô vì tất cả mọi người để biết phó thiếu rất hiếm khi để tâm đến việc của người khác thật bất ngờ khi anh còn tham sự sinh nhật của gia đình hạng ba tầm thường trong nhà bà mẹ kế với khuôn mặt tức giận nuốt không trôi cục tức này bà ta bắt đầu tính kế với ba cô khi liều thuốc cuối cùng được đưa tới chỉ cần một liều thì sẽ đưa ba cô về chầu ông bà ngay lập tức vừa vào một quán bar cô đã uống cạn ly bia hét lớn hả hê vì đã vừa dạy cho mẹ kế của mình một bài học sau khi vừa trùng sinh nhưng lập tức cô trở nên lo lắng vì biết rằng chuyện này vẫn sẽ chưa kết thúc ở đây phải lập tức ngăn chặn cao tô nhã hạ độc ba mình Loại độc mãn tính, rất khó phát hiện, không có triệu chứng rõ ràng nào cho đến giai đoạn cuối. Lần đó khi bà ta pha trà cho ba, cô đã giấu lấy một ít bí mật đem đi xét nghiệm thì biết được. Chợt trong đầu cô nhớ tới một vị thiên tài trong ngành y, y thánh xuất quỷ nhập thần, Trần Minh Tiêu, có khả năng trị hết độc này, nhưng anh ta thật sự rất bí ẩn. Chẳng hề có thông tin gì để để biết hành tung của vị thần y này cả. Đột nhiên đằng sau có người tiến tới vỗ vai cô trợn mắt nhìn cô gầm gừng nói mỹ nhân nghe nói cưng đã làm dò dỉ thông tin về hàng hóa của bọn anh sợ là em phải đi với bọn anh một chút rồi khi cô nhìn lại đằng sau thì không chỉ có mình hắn ta mà còn rất nhiều tên côn đồ đằng sau không có chỗ để cô chạy trốn cô bình tĩnh nhìn xung quanh một lượt rồi trả lời hắn tôi không biết anh đang nói gì cả hắn tiến lại gần tức giận nhìn cô rồi hâm hư đừng có tỏ vẻ ngây thơ bọn anh đã bao vây toàn bộ quán bar này rồi cưng không thoát được đâu chưa kịp chờ hắn phản ứng cô cầm cốc bia trong tay đập bục vào đầu hắn đúng lúc có chuông điện thoại nhưng cô chỉ vừa kịp nhấc máy thì bị hắn giật mất trong đầu cô bỗng nhiên nhớ tới nhà nhưng lại nghĩ tới ba không muốn để ba gặp rắc rối lúc này phó thiếu ở nhà như ngồi trên đống lửa không thể liên lạc lại được với cô sau cuộc gọi chớp nhoáng ấy anh bắt đầu lo lắng cô gặp nguy hiểm nhưng may là anh đã cài đặt gps trên điện thoại cô ấy nhưng điện thoại cô ấy thì không di chuyển anh lập tức gọi người phong tỏa tất cả con đường trong khu vực lân cận mau chóng tìm cô ấy càng sớm càng tốt anh đã nghĩ mình thật sự nên ở lại với cô ấy thay vì quay lại kiểm tra tiến độ anh tức tốc chạy đi tìm mong cô bình an vô sự tại một công trường hoang bọn hắn bắt đầu tra hỏi cô về tung tích của viên ngọc trai tự nhiên cô cười lớn rồi nói cho dù có viên ngọc trai đó thật thì họ sẽ nói cho tôi biết sao anh nghĩ ai là người ngốc hơn anh ta hay là anh hắn đá cô một quả trời dáng đến nỗi phụt cả máu rồi hét lớn con đàn bà đê tiện tao đá chết mày làm váy cô bị lỏng lộ vòng một căng tròn thân hình nóng bỏng đám chúng nó bắt đầu có ý đồ xấu với cô đúng lúc cô nhặt được mảnh thủy tinh sau lưng cắt đứt dây rồi túm tóc thẳng cầm đầu đá mạnh vào đầu hắn rồi cắm đầu bỏ chạy gần tới đường chính đụng chúng một người cô dùng võ định đấm hắn nhưng lại đỡ được cô nghĩ lần này mình tiêu thật rồi thì giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cất lên sắt sắt bình tĩnh nào mọi thứ không sao rồi đừng sợ an toàn rồi lúc này cô ngước lên mắt ngấn lệ phó cận thâm là anh sao anh nhìn cô vẻ mặt lo lắng sau khi nhìn cô thấy trên người vết thương khắp nơi anh tức giận hét lớn bọn chúng đâu phải dạy cho chúng một bài học rồi bế cô lên xe cô nghi ngờ hỏi anh làm sao anh có được vị trí của tôi anh chỉ lạnh lùng đáp phòng trường hợp em dính vào tình cảnh xấu thôi ngồi trong lòng anh cô đỏ mặt thẹn thùng bắt anh buông mình ra nhưng anh nhất quyết bảo rằng cô cần được giữ ấm anh đánh chống lảng chỉnh giọng rồi nói sẽ có trách nhiệm trong việc khiến cô bị dính líu vào việc này, có ý muốn đền bù sự mất mát cho cô, cô chợt nhớ đến chiếc điện thoại lúc nãy bị côn đồ ném đi, cô rất trân trọng chiếc điện thoại đó vì trong đó có ảnh của mẹ, người đã mất khi cô mới chỉ có 4 tuổi, cô hỏi anh rằng liệu có thể lấy lại được điện thoại không, anh rất ngạc nhiên khi anh nói anh sẽ đền bù, nhưng cô chỉ cần chiếc điện thoại của cô ấy, anh lập tức đưa cho cô chiếc điện thoại mới cô liền cảm ơn anh nhưng cô vẫn nhất định muốn lấy lại chiếc điện thoại của mình vì trong đó có ảnh của người quan trọng anh hơi nghi ngờ và tò mò về người quan trọng mà cô nhắc tới anh gọi cho vệ sĩ yêu cầu anh ta đem chiếc điện thoại tìm thấy tới khiến cô rất vui mừng phấn khích cô ngủ ngon lành trong vòng tay của anh lúc tỉnh dậy thì thấy anh đang bế cô vào bệnh viện trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều người cô bắt đầu kể lại cho anh nghe rằng bọn chúng muốn viên ngọc trai thiên nhiên nhắc nhở anh chuẩn bị ứng phó cô lo lắng mình sẽ bị bắt cóc cô không thể chết được vì vẫn còn phải đánh bại được tô nhã và lâm ngạn nữa anh ôm chặt cô nói rằng tôi sẽ không để họ làm vậy nữa đâu phút chốc làm cô tỉnh mộng liệu người đàn ông này có thật sự làm cô cảm thấy an tâm không sau khi đưa cô vào phòng bệnh anh bắt đầu gọi điện cho thẩm thanh cách phó chủ tịch tập đoàn thẩm thị hỏi về những gì đã xảy ra khi cô bị bắt khi biết được chúng đã đá cô ấy và có ý định cưỡng hiếp cô nhưng may cô thoát kịp gặp anh đúng lúc anh tức giận khi biết được ý đồ xấu xa của bọn chúng anh quyết định thả đám người đó đưa chúng đến nơi bí mật rồi tẩn chúng như xương đến khi chúng không dám làm lại sát sát nữa rồi cúp máy luôn đầu dây bên này thanh cách sang chấn tâm lý khi nghe phó thiếu tức giận vì một người con gái rồi hả hê khi nghi ngờ rằng phó thiếu biết yêu rồi chăng sau một tiếng từ phòng trục công ty ra cô vẫn thấy anh đứng đợi cô cô ngồi bật dậy hỏi anh không đi làm à vì cô biết anh rất bận nhưng anh lại nói rằng ở đây để bảo vệ cô nhân vật quan trọng đúng lúc bụng cô đã réo gọi vì cô đã trả qua một đêm quá dài anh tức tốc bước đi mua đồ ăn cho cô nói cô hãy ở yên đây chờ mình bước vào quán ăn nhưng lại chẳng biết cô ấy thích ăn gì anh ta đã gọi tất cả món trên menu trong sự bàng hoàng ngơ ngác của nhân viên trở về phòng bệnh với đống đồ ăn sáng trên tay là sự ngỡ ngàng lần hai đến từ sát sắt cô bị sốc khi thấy đống đồ ăn cao hơn cả núi anh sợ cô ăn không hợp nhưng Sắt Sắt lại bảo rất thích, chỉ sợ mình không thể ăn hết mà thôi, anh nhẹ nhàng nói, "Ồ, đừng lo, nếu không ăn hết, tôi sẽ ăn phần còn lại." Cô bất ngờ vì nghĩ rằng câu nói này chỉ dùng cho những người yêu nhau mà thôi, bỗng điện thoại cô reo lên, là tin nhắn của Hiểu Hiểu, bạn học cô thông báo rằng ngày mai là ngày khai giảng học kỳ mới, cô đứng hình, hoảng hốt mất mấy giây, từ khi trùng sinh, bị cuốn vào cuộc tranh đấu chống lại Tô Nhã mà quên mất rằng mình vẫn là sinh viên, lo lắng vì chưa tìm ra công ty đóng dấu vào bản đánh giá, nếu không hoàn thành bản đánh giá thì không thể tốt nghiệp được mà không tốt nghiệp thì không có công việc ổn định sao bảo vệ nghiêm gia bây giờ đây ở góc phòng vẫn đang có người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu chưa biết chuyện gì xảy ra đứng đó suy nghĩ nghiêm túc rồi khẳng định với bản thân dựa vào phản ứng của cô ấy lần sau mình phải mua nhiều hơn mới được nói chuyện với hiểu hiểu được một lúc thì hiểu hiểu biết được cô đang nằm viện hối hả muốn cô gửi địa chỉ để đến thăm nhưng cô an ủi bảo rằng chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại rồi chào tạm biệt hiểu hiểu cô vui vì hiểu hiểu quan tâm tới mình cô ấy là người duy nhất trong cuộc sống cô quạnh của sát sát phó thiếu nhìn thấy tất cả hiểu cảm và hành động của cô anh không biết lý do vì sao cô lại cười tươi như vậy nhưng lần đầu anh thấy cô cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm cô ấy trông thật đáng yêu thầm nghĩ rằng không biết đến bao giờ cô ấy sẽ cười như vậy với mình cũng bất giác anh nở nụ cười ánh mắt nhìn cô đúng là ánh mắt của kẻ đang yêu rồi hai ánh mắt chạm nhau đúng lúc cô thấy anh cười trông thật đẹp đột nhiên cô la lên làm cắt ngang bầu không khí im ắng vừa rồi đúng rồi tôi tự hỏi liệu anh có thể giúp tôi điều này không phó thiếu trong đầu cô lóe lên dòng suy nghĩ phó cận thâm là chủ tịch của tập đoàn phó gia người điều hành nhiều công ty chuyện đóng dấu giấy xác nhận cho mình chỉ là chuyện nhỏ nhưng rồi thốt lên rằng tôi không có gì để trao đổi với anh lúc này tôi có thể báo đáp anh sau được không gương mặt cô lúc này hết như một con cún con siêu đáng yêu phó thiếu bị sự dễ thương này mà đứng không vững chết mất thôi người phụ nữ này vậy mà có thể nghĩ ra được kiểu khất nợ như thế này dù anh chẳng thiếu gì cả trong mắt phó thiếu lúc này chỉ toàn là hình ảnh một con cún con đáng yêu sát sắt anh vui vẻ trả lời nói đi tôi có thể làm gì được cho cô bất giác anh nở nụ cười dùng cô ấy trao đổi có vẻ cũng không tồi cô ngại ngùng nói với anh vì một vài lý do mà chưa thể hoàn thành được bài thực tập của mình ở trường nên muốn nhờ anh điền và đóng dấu giúp mình. Anh sững sờ vì không nghĩ cô lại muốn anh giúp chuyện đơn giản như vậy, anh đâu phải người keo kiệt tới mức đó đâu. Chưa kể cô ấy còn giúp anh tìm báu vật phó ra, mà kể cả cô ấy không làm thì anh vẫn sẽ đồng ý giúp cô ấy, vì cô ấy là gu của anh, trái tim anh bắt đầu loạn nhịp rồi. Phó thiếu đồng ý giúp sát sắt đóng dấu bài báo cáo ấy, nhưng cô thì chẳng mang bên mình, cô hớn hở bật dậy khỏi giường, có ý định về lấy nhưng bị anh ấn xuống trách rằng em yếu quá thì sao về nhà được nghỉ ngơi dưỡng bệnh để tôi bảo người về lấy cô bất giác suy nghĩ lẽ nào anh ta thích mình nhưng rồi lại chấn chỉnh ngay suy nghĩ đó đừng ngây thơ nữa kiếp trước đã nói với mình thứ không đáng tin nhất trên thế giới này là tình yêu đó là trò chơi tình ái đoạn mạng cô rụt rè kéo chân lên thỏ thẻ cảm ơn anh rất nhiều phó thiếu anh nhìn cô mà không kìm chế được lòng mình cô gái này có biết bản thân dễ thương tới mức nào không anh muốn có được cô ấy ngay bây giờ nhưng anh không muốn làm cô hoảng sợ anh sẽ tiếp tục đợi vì bây giờ chưa phải lúc thích hợp anh ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho thẩm thanh cách cho người tới nhà họ nghiêm và xử lý tờ đơn thực tập của sát sắt không quên hỏi về chiếc điện thoại của cô đã được sửa xong chưa đầu dây bên kia hớn hở mang nó đến cho cô ấy luôn hay là tiết lộ nội dung trong điện thoại cho anh trước đây anh bất giác nhớ lại kể cả khi bị thương nặng cô ấy vẫn nghĩ đến chiếc điện thoại đó thậm chí cô còn nói với anh có ảnh của người quan trọng trong chiếc điện thoại đó là người yêu cô ấy hay sao chỉ nghĩ đến đây thôi lòng anh lúc này đau nhói không biết cô gái này muốn che giấu điều gì bí mật của cô ấy là gì anh muốn được biết tất cả mọi thứ về cô anh có rất nhiều cách để biết được điều đó chuyện này đối với anh quá dễ dàng nhưng anh muốn tôn trọng cô ấy chứ không phải là soi mói chuyện riêng tư của cô đầu dây bên kia lo lắng đứng ngồi không yên, xếp à, không phải anh từng nói chỉ khi nắm rõ được kẻ địch của mình trong lòng bàn tay mới thắng được mọi trận chiến à? Anh là người sắc sảo, quyết đoán và tàn nhẫn trên thương trường, sao đến lượt cô ấy thì lại lùi bước thế? Luôn mồm nói liến thoáng không ngừng, boss à, anh vừa kém về khoản biểu đạt tình cảm, vừa quá bận rộn với công việc, không gần phụ nữ nên đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đấy. Nếu từ bỏ cơ hội này, anh sẽ không theo đuổi chị dâu thành công đâu anh tức giận bắt đầu e thể nghe thêm hắn nói gì nữa gừ giọng im đi và đưa đưa điện thoại tới đây nhanh lên ở trên giường bệnh cô chỉ biết nhìn anh với vẻ mặt tò mò hệ thống bảo mật điện thoại của anh ấy tốt thật đấy chẳng thể nghe hai người nói chuyện gì cả sau khi cúp máy anh quay lại nhìn cô nở nụ cười rồi nói điện thoại của em đã sửa xong lát sẽ có người mang tới anh có việc cần giải quyết nên đã xin phép rời đi cô vui vẻ đồng ý nhẹ nhõm cả người cuối cùng anh ấy cũng đi mình cười lâu đến nỗi mặt cứng lại luôn rồi nhưng anh thì không được vui lắm khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của cô chào tạm biệt anh em muốn tôi rời đi lắm à cô ngoan ngoãn đáp làm sao có thể chứ anh đã giúp tôi nhiều như vậy tôi biết ơn còn không hết anh nghi ngờ muốn hỏi lại cho kỹ cô khẳng định điều cô nói là thật cô gật đầu lia lịa thế là anh ngồi phịch xuống giường nếu đã vậy tôi ở lại thêm chút nữa cũng được cô hoảng hốt thật sự bất lực người đàn ông này đang chơi đùa cô đúng không cô không thể diễn nét cười nổi nữa rồi cô gượng gạo hỏi anh đúng rồi có phải anh biết cao tô nhã không một người cao cao tại thương như anh sao lại đến một bữa tiệc sinh nhật nhỏ như thế anh trầm ngâm nhìn cô thoáng nghĩ đúng là sát sát rất thông minh hiểu chuyện nhưng em lại chẳng hiểu rõ tâm ý của tôi anh thẳng thắn nói với cô em không biết là tôi đến bữa tiệc đó chỉ là vì em sao đột nhiên anh tiến lại gần cô nhìn cô bằng ánh mắt sắc lịm rồi nói đại tiểu thư nghiêm gia thay đổi rất nhiều chỉ trong một đêm hơn nữa em giúp tôi lấy lại bảo vật phó ra quan tâm em cũng là điều đương nhiên mà nhưng thật ra trong đầu anh là vô vàn những câu hỏi những thắc mắc không thể nào giải đáp rốt cuộc thì em đang giấu bí mật gì đến cả tôi cũng không thể nhìn thấu em cô chỉ biết cười trừ rồi đánh chống lảng cảm ơn phó thiếu tôi yên tâm rồi thật ra sát sắt vẫn là sát sắt đấy mà chỉ có nhiều ký ức hơn trước thôi được đà anh thừa cơ hội nếu em muốn trả ơn tôi em có thể giúp tôi việc này đó là làm bạn đồng hành với tôi trong buổi từ thiện của doanh nhân vào tuần tới cô đang dè chừng về việc đó bữa tiệc từ thiện của giới kinh doanh được tổ chức tại thủ đô với quy mô quốc tế người bình thường có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được tham dự cô thắc mắc vậy mà phó cận thâm lại không có người đi cùng điều này thật vô lý anh ấy muốn mình trở thành bạn đồng hành của anh ấy trong bữa tiệc như một cách để trả ơn liệu có phải là một cái bẫy không vô vàn câu hỏi trong đầu của sát sát lúc này nhưng cô quyết định đồng ý đi cùng anh tới đó sự đắc thắng và nụ cười nham hiểm của anh hiện rõ trên khuôn mặt tốt em sẽ là của tôi cách ngăn chặn tình địch tốt hơn bao giờ hết đã được anh lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng sẽ cho lan truyền thông tin cho đám truyền thông với tần suất đăng tải của họ tất cả mọi người sẽ biết rằng em là người phụ nữ của tôi và sẽ không ai dám lởn vởn quanh em nữa giống như một chú cừu non sắp bị ăn thịt cô chẳng biết được ý đồ của anh nhưng cô cũng đã biết được đây chính là một cái bẫy nếu như vậy thì cô phải tiếp tục cười không thể đắc tội với anh ấy được Phó thiếu vậy mà đã giải quyết được mối lo trong lòng mình, đứng dậy khỏi giường bệnh của sắt sắt, bất giác cười ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, chiều nay tôi đến thăm em. Sau tiếng đóng cửa cạch thì trong phòng lúc này chỉ còn nghiêm sắt sắt với cái đầu trống rỗng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên là bố, bố gọi cho cô. Vừa bắt máy của của bố, cô chưa kịp phải ứng, thì đầu dây bên kia đã có tiếng mắng sắt sắt, tô nhã bảo bố rằng con thường xuyên qua đêm ở bên ngoài trường thầy giáo phản ánh với bà ấy rất nhiều về chuyện này bố biết con đã trưởng thành nhưng con vẫn là một sinh viên con nên tập trung vào việc học con đang ở đâu mau về nhà và giải thích rõ chuyện này tố nhã lại có âm mưu gì với cô nữa đây bà ta thật sự là người che giấu rất giỏi làm ra vẻ mọi chuyện bà ta làm đều là vì tốt cho gia đình này luôn giả vờ làm người mẹ hiền một người vợ tốt nên kiếp trước mới có thể lừa được cô và bố một cách không dấu vết như vậy nhưng tại sao bố là không hề nghi ngờ bà ta ngược lại còn rất tin lời bà ta nói hơn cả đứa con gái ruột này nhưng lần này trùng sinh về cô đã hứa với lòng mình sẽ không để bà ta lừa bố con cô thêm một lần nào nữa cô rất ấm ức trả lời với bố bố hành động của dì tố nhã tối qua đã làm tổn thương con rất nhiều bây giờ con đang ở nhà bạn học con đang cùng cô ấy đi mua đồ dùng cần thiết nếu bố không còn gì gì để nói thì con cúp máy đây hơn nữa con chưa từng qua đêm ở ngoài lúc ở người bố có thể kiểm tra nhưng thật bất ngờ khi bố nói rằng trường học đã xác nhận việc con có qua đêm ở ngoài trường bố biết con không thích tố nhã nhưng con không thể nói dối lấy cớ để giận bà ấy được, khá khen cho bà mẹ kế này chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, ngay cả trường học cũng bị mua chuộc để hãm hại cô. Chỉ là vì đêm qua tại bữa tiệc cô đã đe dọa đến địa vị của bà ta u nghiêm ra nên bây giờ bà ta dùng đủ mọi cách bắt cô về nhà để có thể dễ dàng kiểm soát hơn. Hơn nữa nếu giờ cô trở về nhà và giải thích thì chắc chắn cô đã rơi vào cái bẫy của bà ta rồi, cô giờ đây không còn là sát sắt của trước kia nữa, không còn là người mà bà ta có thể tùy ý bắt nạt, thích làm gì thì làm nữa. Cô đã tự hứa với lòng mình rằng khi trở về trường tôi sẽ tìm ra chân tướng sự việc và cứ chờ xem ai mới là người thắng. Còn việc quan trọng nữa mà cô chợt nhớ ra bố, lát nữa có bạn con sẽ tới và giúp con lấy vài thứ. Bố mở của cho cô ấy vào phòng giúp con cô biết chắc rằng nhà họ nghiêm bây giờ là địa bàn của Cao Tố Nhã. Nếu cô quay lại, bà ta sẽ kiếm cớ giữ cô lại và theo dõi. Cô không thể nào thu thập được bằng chứng mà lật đổ bà ta được. Cô thẳng thắn đáp con sẽ trở về khi gì Cao xin lỗi con, còn bây giờ thì con sẽ sống ở trường. Sau cuộc điện thoại đó, cô trầm ngâm với gương mặt buồn bã. Thật ra cô không hề nói dối bố mình, nhưng bố lại không hề tin cô. Không thể như thế được, cô sốc lại tinh thần, vì lúc này không phải là lúc để buồn bã. Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ trước hết mình nên tìm vị thám tử nổi tiếng nhất thủ đô, phải nỗ lực để chống lại cao tố nhã gương mặt chăm chú. Nghiêm túc làm việc của cô chưa giữ được 2 phút thì khi nhìn vào số dư, cô phải thốt lên trong hai hàng nước mắt có lẽ mình nên kiếm tiền trước đã. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên bíp dòng thông báo hiện ra quý khách vừa được nhận 200.000 tệ từ tài khoản sao 8888, đúng là cầu được ước thấy, vừa giây trước còn suy nghĩ cách để kiếm tiền nhưng dây sau đã có tiền trong tài khoản, cô đoán 200.000 từ bố sao thế là đã đủ tiền để thuê thám tử rồi, nhưng cô lại dừng lại với ý định thuê thám tử để theo dõi bà ta, vì bà ta là người rất thận trọng, sẽ quá mạo hiểm nếu để thám tử theo dõi bà ta, nếu như lỡ không may bị phát hiện bà ta sẽ dựa vào đó chống lại cô về phía lâm ngạn lâm ngạn và cao tố nhã ngoại tình với nhau chắc hắn không rảnh để để ý xem ai đang theo dõi hắn đâu hắn là kẻ lang nhăng chắc chắn hắn đang cặp với rất nhiều cô gái khác ngoài cao tố nhã còn cao tố nhã rất ngạo mạn nếu bà ta biết được lâm ngạn có tình nhân khác bên ngoài thì không biết được bà ta sẽ như thế nào đây chắc có lẽ sẽ ăn tươi nuốt sống hắn nếu giờ có thế châm ngòi ly dán bọn họ thì lợi sẽ về tay cô rồi bỗng nhiên tính ác ma của cô trỗi dậy khiến cho cuộc đấu đá này càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, thật sự là rất đáng mong đợi đó. Ngay lúc này trước cổng bệnh viện, Phó Thiếu vẫn đang đứng đợi người đem chiếc điện thoại của sát sát tới. Xung quanh lúc này như ong mật thấy hoa vậy, bao nhiêu là cô gái đứng xung quanh nhưng anh vẫn chẳng hề để tâm tới, tên thẩm thanh cách xuất hiện. Hắn muốn được đem chiếc điện thoại này trực tiếp đưa cho chị dâu, nhưng đấy chỉ là phụ. Mục đích chính của hắn là muốn xem cô ấy là thần thánh phương nào mà có thể làm tan chảy tảng băng nghìn năm trước mặt của mình đây, nhưng bị anh chặn lại cô ấy đang mệt không tiện tiếp khách, đưa tôi điện thoại rồi đi đi, nhưng hắn vẫn thảm thiết cầu xin anh được lên thăm cô ấy, nhưng anh vẫn nhất quyết không cho hắn gặp cô rồi lấy đại lý do cậu nói nhiều quá. Bác sĩ dặn cô ấy cần tĩnh dưỡng, anh nhìn chiếc điện thoại bị bể màn hình trong tay mà không khỏi thắc mắc màn hình thì đã vỡ đến thế này, cô ấy đã dùng nó trong bao lâu rồi chứ? Mình đoán chắc là chiếc điện thoại này quan trọng với cô ấy lắm nhưng rồi anh lại tiến tới của hành điện thoại trước khi trả lại chiếc điện thoại cho cô vì nghĩ màn hình như thế này sẽ không tốt cho mắt cô ấy mình phải sửa trước khi trả lại cho cô ấy mới được xung quanh toàn là lửa và khói bầu không khí làm người khác đến ngạt thở sức nóng bắt đầu lan ra có tiếng nói thảm thiết bố bố đâu rồi lâm ngạn cứu em với cô gái nhìn xung quanh thấy bố nằm bất động trên sàn cho dù có lay like như thế nào thì vẫn không có phản ứng gì cả từ đằng sau có một giọng nói của một người đàn bà cất lên làm người khác cảm thấy dùng mình đồ ngốc ông ta chết rồi cùng với đôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô gái chưa kịp phải ứng bà ta đẩy cô gái ngã xuống cô hoảng hốt cầu cứu lâm ngạn mau cứu bố em anh nói đời đời kiếp kiếp yêu em mà anh ta cùng với gương mặt ghê tởm cùng với người đàn bà đó thi nhau nói cô tin vào mấy lời đó sao thật là ngu ngốc tôi yêu cô chỉ vì cô là đại tiểu thư của nghiêm gia còn bây giờ cô chỉ là hòn đá lót đường cho tôi mà thôi tài sản của nghiêm gia sẽ thuộc về tụi tao ha 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 cô hét toáng lên không bố ơi hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi nhưng mà không thật ra không phải là mơ nó là sự phản chiếu lại những gì cô đã trải qua từ kiếp trước lúc tuyệt vọng nhất người mình tin tưởng nhất tưởng rằng lâm ngạn lúc đó sẽ là vị cứu tinh của bản thân mình nhưng hắn đã lợi dụng tình cảm và niềm của cô lừa cô để chiếm lấy căn hộ rồi cùng với cao tô nhã thiêu chết cô trong chính căn phòng đó thật là ghê tởm người cô lúc này đang run bần bật gương mặt trắng bệch vì sợ đúng lúc phó thiếu bước vào thấy gương mặt tái nhợt của cô anh bắt đầu lo lắng em làm sao vậy có cần gọi bác sĩ không cô thật sự cảm thấy xấu hổ vì sắc mặt hiện giờ của cô rất tệ để anh nhìn thấy mất rồi cô ngượng ngùng đáp tôi chỉ gặp ác mộng thôi không phải chuyện gì to tát anh vội đặt túi đồ xuống tiến lại gần cô nắm lấy tay cô nào đưa cho tôi tay của em đặt lên lồng ngực của mình anh làm gì vậy phó thiếu đừng sợ đặt tay lên lồng ngực và cảm nhận trái tim sẽ làm em bớt căng thẳng hơn ác mộng qua rồi họ sẽ không làm hại em nữa rồi anh tự hứa với lòng mình tôi sẽ không để chúng có cơ hội làm tổn thương em nữa đâu ánh mắt chạm nhau trái tim hòa nhịp thật thần kỳ làm sao hơi ấm từ đôi bàn tay của anh ấy nhịp đập của tim anh ấy cho cô cảm giác yên tâm không còn cảm giác sợ hãi nữa cô bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau cô cũng ở trong vòng tay của anh ấy lắng nghe nhịp tim khiến cho cơ thể được thả lỏng cô đã bước qua bước ngoặt của cuộc đời từ việc mất tất cả cho đến việc được sống lại thêm một lần nữa mọi thứ thật hư ảo và khó tin cho tới khi nghe được nhịp tim của anh ấy thì cô mới biết rằng mình không hề đang mờ và cảm thấy thật may mắn vì có thể gặp được anh sau khi trùng sinh cô chợt gọi tên phó thiếu cảm ơn anh anh ngượng ngùng vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đặt nụ hôn lên nghiêm sát sắt em cười rất đẹp đối với anh mà nói bất luận bộ dạng đắc thắng hay nghịch ngượng của em đều luôn xinh đẹp anh muốn được nhìn mọi thứ từ em nhìn thấy chiếc túi trên giường cô hỏi đó là cái gì vậy đây điện thoại của em tôi đem đi sửa rồi đó vẫn còn một việc nữa tôi vừa cho người đóng dấu vào báo cáo và tổng kết quá trình thực tập cho em em chưa bình phục hẳn ngày mai tôi sẽ đưa em đến trường ghi danh cô chưa kịp suy nghĩ thì mỉm cười vội đáp được nhưng mà khoan đã cô có nghe nhầm không anh đưa tôi đến trường nếu anh ta mà đến trường có lẽ sẽ khuấy động cả trường mất anh thẳng thắn đáp tất nhiên sao tôi có thể đưa em đến trường nếu tôi không đến đó được cô thật sự vẫn chưa hoàn hồn được khi nghe anh nói sẽ đưa mình đến trường để hoàn thành bài báo cáo cô lắp bắp nói vậy vậy anh muốn muốn đến đó như người giám hộ của tôi à không được anh trông trẻ quá anh nghiêm túc nhìn cô tất nhiên là tôi sẽ đến với tư cách là bạn trai của em anh càng ngày càng muốn khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình trước những người đàn ông khác anh nghĩ điều đó có thể khiến những đứa con trai khác ngưng tư tưởng đến cô cô bị chậm mất mấy nhịp Nghe chữ bạn trai, cô hoảng hốt hét lên bạn trai của tôi, cô chỉ sợ rằng nếu Phó Thiếu mà đến trường với tư cách là bạn trai của sát sát thì chắc tất cả con gái trong trường truy sát cô mất. Cuộc sống của cô không còn được yên bình nữa mà trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, nhưng Phó Thiếu thật sự rất nghiêm túc, em nghĩ tôi đang đùa sao? Tôi có lý do chính đáng cho việc này, thứ nhất, tôi có thể bảo vệ cho em với danh tính này thứ hai tôi muốn em giúp tôi một việc gương mặt ngốc nghếch của sát sắt lúc này trông như đang sắp được giao nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành anh nói tiếp bố mẹ tôi đang thúc giục chuyện kết hôn giúp tôi diễn trước mặt họ đổi lại tôi cho em ba yêu cầu cô ngờ vực về chuyện này anh đến từ một trong những gia tộc quyền lực nhất tại sao bố mẹ lại phải thúc giục hôn sự của anh đúng lúc này điện thoại của anh vang lên là mẹ anh gọi đầu dây bên kia rất hào hứng mẹ nghe nói con đang ở cùng một cô gái con bé có phải bạn gái con không? Con bé trông như thế nào thế? Xinh không? Đáng yêu không? Đưa về cho mẹ gặp đi. Sau khi nghe anh nói cô ấy chỉ là một người bạn thì giọng nói ngọt ngào lúc nãy đã thay đổi 180 độ thành giận dữ mẹ không tin con, dẫn con bé về nhà ngay cho mẹ, mẹ dành con quá mà. Bây giờ, ngay lập tức, con có nghe không? Anh vội vàng cúp máy, không để mẹ anh có thêm cơ hội để nhắc nhở anh về chuyện đấy nữa. Anh than thở là như vậy đấy, tôi không lo lắng nhưng mẹ tôi thì không như vậy cô nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh thì cười trộm chấp nhận đồng ý giúp anh nhưng mà cô từ chối việc anh đưa cô đến trường vào ngày mai vì điều đó khiến cho con gái ở trường đó kỵ với tôi mất tôi chỉ muốn tập trung học hành thôi cô đã sử dụng điều đó làm điều thứ nhất trong ba yêu cầu mà anh cho cô thế là thỏa thuận được chấp nhận cô vội vàng cầm chiếc điện thoại đã cũ của mình lên kiểm tra xem ảnh của mẹ còn không và đang nghĩ có nên tải nó lên mạng phòng khi điện thoại lại bị mất thêm lần nữa cô thở phào nhẹ nhõm rơm rớm nước mắt ôm chiếc điện thoại vào lòng mà bất giác gọi mẹ. Lúc này anh mới chợt nhận ra là hóa ra người quan trọng nhất mà cô nhắc đến không phải là người đàn ông nào cả, mà chính là mẹ của cô. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, càng chắc chắn với khẳng định của mình điều này càng chứng tỏ em vẫn chưa có bạn trai. Anh vui vẻ và mừng thầm vì bây giờ có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch rồi, đưa em về nhà gặp mẹ, sau đó đi lấy giấy chứng nhận kết hôn cùng với cô. Anh cầm một túi khác đưa cho cô, mở ra, trong đó là quần áo mới và móc khóa đôi mà anh đã chuẩn bị cho cô. Cô bất ngờ về sự chu đáo này của anh phó thiếu. Anh đã sẵn sàng với nhân vật bạn trai của tôi đấy à? Cô ngượng ngạo hỏi anh, nhưng anh thì rất thẳng thắn thừa nhận. Đến cả DIN thoại của cô cũng được kết nối với điện thoại của anh như điện thoại đôi. Cô bắt đầu lo lắng về sự an toàn của bố và yêu cầu anh chấp nhận cho mình hai yêu cầu còn lại đầu tiên. Tôi nghĩ TOS nhã đã dùng trà để đầu độc bố tôi nhưng ông ấy không tin vậy nên tôi muốn tìm bằng chứng chứng minh cho bố tôi thấy như ứng chất độc sẽ rất khó phát hiện ở giai giai đoạn đầu chỉ có to chức đặc biệt mới có dơ phát hiện ra chúng nhưng những tổ chức đó thì lại không xuất hiện trước công chúng nếu tôi không thể cho bố tôi thấy bằng chứng càng sớm càng tốt thì tôi sợ bos tôi sẽ cảm giác bất an lo lắng bắt đầu bao trùm lấy cô anh rất bình thản không thành vấn đề mong muốn muông thứ hai là gì cô ngạc nhiên nhưng nói tiếp bố tôi đã bị đầu độc được một khoảng thời gian rồi tôi muốn muốn thẩm minh tiêu huyền thoại của nền y học chữa bệnh cho ông ấy nhưng tôi lại không được một chút thông tin nào từ anh ấy cả cô biết thẩm minh tiêu không phải người làm việc vì tiền nên cô nghĩ có lẽ phó thiếu cũng không thể nào tiếp cận anh ta dễ dàng được đâu nhưng anh thì khác anh đồng ý giúp dễ dàng trong sự ngỡ ngàng của cô uổng công cô đã chuẩn bị một đống diễn văn còn anh thì lại chấp thuận mong muốn một cách dễ dàng như vây đối với anh mà nói chuyện cô nhờ anh giúp đỡ thật sự không phải vấn đề quá to lớn vì thẩm minh tiêu là anh trai của thẩm thanh thanh cách phó giám đốc tập đoàn phó thị anh ta và phó thiếu cùng nhau lớn lên nên bong họ khá thân thiết anh ngồi xuống từ từ nhẹ nhàng nói với cô tôi đồng ý tất cả những mong muốn của em rồi tôi hy vọng em có thể làm tốt vai trò bạn gái của tôi nhờ em chuyện của mẹ tôi nhé cô trả lời với gương mặt vô cùng tự tin không thành vấn đề tôi sẽ vận dụng hết khả năng diễn xuất tài tình để làm diễn viên giỏi mọi khúc mắc trong lòng hai người cuối cùng đã được giải đáp chấp nhận những mong muốn của nhau giúp đỡ nhau cùng vượt qua đột nhiên phó thiếu có ý kiến bây giờ ta sẽ tập dượt trước tương tác giữa một cặp đôi đề phòng mẹ tôi phát hiện ra chiêu trò của chúng ta cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đứng dậy tiến lại gần cô dùng đôi tay thon dài của mình nâng nhẹ khuôn mặt cô lên phải như thế này này rồi đặt môi anh lên lên môi cô thật nhẹ nhàng rồi anh nhìn cô cô không biết mình nên làm gì lúc này đây vì kiếp trước cô còn chưa từng hôn lâm ngạn cô nghĩ mình có nên lại gần anh ấy không anh liền cất tiếng vậy mà em đã sợ làm thế nào mà em có thể giả làm bạn gái tôi bị phó thiếu nói vậy cô phủ nhận tôi không sợ chỉ là một nụ hôn thôi mà rồi cô tiến lại gần anh vươn tới để hôn anh trong đầu cô lúc này chỉ là đang giúp anh ấy mà thôi vì anh ấy đã giúp mình rất nhiều tôi tôi sẽ cho anh thấy tài năng diễn xuất chúng của tôi anh cười phá lên rồi an ủi cô đừng quá lo lắng không cần đi xa đến vậy đâu chỉ là diễn thôi mà, anh không muốn ép cô làm bất kỳ điều gì mà cô không muốn, trách gây ấn tượng xấu trong mắt cô trước khi cô yêu anh, mặc dù rất muốn được hôn cô nhưng nhưng sợ làm cô hoảng sợ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, dùng ngón tay của mình xoa nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của cô, hai ánh mắt nhìn nhau. Anh xoa đầu cô giờ thì đi ngủ thôi, ngày mai tôi sẽ đưa em đến trường. Cô ngả lưng xuống giường với gương mặt phụng phịu, tại sao anh ấy cứ cư xử như mình là đứa con nít vậy? 10 phút trôi qua, cô vẫn chưa thể ngủ được, anh thì vẫn ngồi đó chưa chịu rời đi vì anh nói anh phải theo dõi một nhân vật quan trọng. Trong căn phòng nhỏ, màn đêm phủ kín, anh giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của cô lại là cơn ác mộng. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho một người nhỏ bé yếu đuối như vậy phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô sát sắt, đừng sợ, bây giờ thì ổn rồi. Anh cũng tự hứa với lòng mình bất kể là việc từng trải hay đang phải gánh trên vai, kể từ bây giờ tôi sẽ không để em phải đối mặt một mình nữa tôi vẫn luôn ở đó bất cứ khi nào em cần tôi em đã có chỗ dựa là tôi ngủ ngoan sắt sắt sáng hôm sau khi ánh nắng ngoài cửa hát vào phòng qua gương cửa sổ làm cô tỉnh giấc cô vẫn thấy anh ngồi cạnh bên cô không ngờ là anh đã túc trực bên mình cả đêm hôm qua thảo nào đêm qua cô ngủ rất ngon là nhờ có anh ấy rồi ô tô dừng ngay trước cổng trường học anh đưa bản báo cáo thực tập đã đóng dấu và bỏ vào bì ngay ngắn cho cô cô cảm ơn rồi chào tạm biệt anh cô lập tức đến phòng giáo vụ để nộp bài báo cáo, nhưng có vẻ chủ nhiệm và trợ lý của chủ nhiệm khi thấy cô thì không được vui. Tỏ vẻ rất khó chịu, nhưng khi thấy dấu của phó thị trong bài báo cáo thì nảy sinh nghi ngờ tôi nghe nói rằng cô ta chưa bao giờ thực tập trong kỳ nghỉ. Làm sao cô ta có dấu mộc đó chứ, còn là dấu mộc của tập đoàn phó thị, dám làm giả con dấu. Thì ra trợ lý của chủ nhiệm đã bị cao tố nhã mua chuộc để yêu cầu dạy dỗ sát sắt. Thầy chủ nhiệm sau khi nghe lời nói của trợ lý thì rất tức giận ông ta đập bàn bộp rồi hét lớn nghiêm sắt sắt chuyện này là sao cô thẳng thắn đáp lại những lời nói dối trắng trợn vừa rồi đây hoàn toàn là lời vu khống anh ta nói không có chứng cứ gì cả làm sao anh ta có thể chứng minh được con dấu này là giả có đầy cách làm giả một con dấu nếu tôi muốn tại sao tôi lại phải chọn dấu mộc của tập đoàn phó thị vừa khó làm giả mà lại còn dễ bị lỗi nữa chứ cô nói tiếp hay do anh quá nông cạn anh chưa bao giờ nhìn thấy con dấu của tập đoàn phó thị bên cạnh đó làm sao anh biết được tôi không đi thực tập trong các ngày nghỉ lễ chứ thì ra anh quan tâm đặc biệt đến tôi, còn hơn cả bố mẹ tôi nữa. Lời nói của cô khiến cho trợ lý bị trột dạ. Anh ta tưởng cô gái này dễ sơi như lời cao tố nhã nói nhưng hóa ra anh ta đã nhầm rồi. Anh ta lắp bắp trả lời cô. Chủ nhiệm, cô ta ngụy biện đấy. Chủ nhiệm là người biết tính toán. Ông ta thấy cô nói có lý. Phó thị chưa bao giờ cho học sinh vào thực tập ngắn hạn như vậy. Mặc kệ cô có nói thật hay không, thì ông ta chỉ sợ mang tiếng cho trường, nên giữ đường lui, nhưng chưa hết cơn tức, ông ta tìm cách gây khó dễ cho sát sát ông ta hét lớn tôi nhận hồ sơ của cô trường có quy tắc mỗi một sinh viên mới vào phải chạy ba vòng sân đi ngay đi cô biết ông ta đang chơi xỏ mình bây giờ nói gì cũng vô ích ba vòng sân đối với cô không phải là vấn đề nhưng vấn đề ở đây là vết thương của cô chưa lành hẳn chỉ sợ vết thương bị hở miệng mà thôi cô vẫn chấp nhận yêu cầu vô lý của thầy chủ nhiệm đang chạy trên sân thì gặp sở oanh oanh và đám bạn của cô ta vì tên khốn lâm ngạn ngoại tình với sở oanh oanh nên cô ta lúc nào cũng ăn hiếp cô chúng dùng những lời chê bai khinh thường miệt thị cô mới làm chuyện gì dơ bẩn nữa vậy chưa gì đã bị thầy phạt chạy mấy vòng thật xấu hổ cho trường này khi có học sinh như cô ta nhớ lại kiếp trước cô tin vào những lời đường mật của lâm ngạn và nghĩ rằng sở oanh oanh thích hắn nên nên đã nảy lòng đố kỵ với cô họ thường xuyên bắt nạt cô có những ý đồ xấu với cô giờ đây cô không muốn dây dưa với bọn chúng nữa cô né tránh rồi chửi tôi đang bận không rảnh nói với cô chó không không chắn đường nghe vậy cô ta tức điên lên giơ tay định đánh cô nhưng đây vẫn còn đang ở trong trường cô lườm cô ta rồi gừ giọng chúng ta đang trong trường học cô dám không cho đúng là chó cô thậm chí còn không thuộc nội quy trường bạn bè bên cạnh hốt hoảng liền cản sở oanh oanh lại nếu cậu đánh à ta chúng ta sẽ bị phạt trước toàn toàn thể trường đó dừng lại đi hôm nay tất cả học sinh để đến ghi danh có nhiều người lắm đúng là cô ta không nuốt trôi cục tức này nhưng biết làm gì được bây giờ cô ta hét lớn hôm nay mày may mắn lắm Lúc này cô đã cảm nhận được vết thương của mình bị hở miệng, bắt đầu có cảm giác đau và cô nghĩ mình nên trở lại bệnh viện để kiểm tra vết thương ở đằng xa. Núp sau bụi cây, vẫn là tụi sở oanh oanh, chúng nó vẫn chưa chịu buông tha cho cô, chúng dồn cô vào một góc, rồi bắt đầu tra hỏi cô tiện nhân, chú ý lời nói của mày. Tài ao mày có thể ở cùng với người đàn ông mà oanh oanh thích, cô khinh rẻ tụi này lâm ngạn là bạn trai công khai của tôi. Cô là kẻ thứ ba, không phải tôi, à mà, tôi cũng chả cần hắn ta nữa đâu. Có thích thì cứ lấy mà dùng nhé, không cần cảm ơn đâu, nghĩ lại mà tức. Khi anh ta đính hôn với cô, anh ta còn đang lăng nhăng với rất nhiều cô gái khác trong đó có cả à họ cao kia. Quan hệ của cô và hắn chỉ dừng lại ở mức nắm tay. Hắn chưa từng chạm vào cô, thật ngây thơ khi luôn lo sợ có người phụ nữ khác bám đuôi hắn, nhưng thật ra tất cả đều từ hắn mà ra. Cô nói chỉ có kẻ ngốc với yêu một tên khốn như hắn, tôi còn đang mong thoát ra khỏi hắn ta, cô có thể nhặt về nếu cô muốn chúng nó tức giận lao vào đánh cô nhưng cô né được làm chúng té sấp mặt cô khinh bỉ hãy cư xử cho giống một người phụ nữ đừng làm mất mặt toàn bộ phụ nữ trên đời này tôi không có thời gian để chơi trò tranh giành một tên cặn bã nhàm chán này với cô đâu tạm biệt cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cô đã không muốn đụng đến cô ta và đám bạn của cô ta nhưng chúng luôn thích kiếm chuyện với cô nhưng vết thương của cô bị hở miệng vì chạy giờ còn bị cô ta đẩy ngã khiến cho vết thương càng tệ hơn, cơ thể của cô không còn chút sức lực nào nữa, máu chảy không ngừng, cô ta thấy cô yếu đuối như vậy thì vô cùng hả hê. Có ý đồ xấu vơi với cô, nhưng đúng lúc có bóng người đi tới, hét lên mấy người đang làm cái trò qua ai gì vậy. Người này mặc đồ đen, đeo khẩu trang và kính dâm, trông thật đáng sợ, anh tiến tới chỗ cô, mặc dù người khác sẽ không nhận ra được anh là ai nhưng với cô chỉ cần nhìn bóng hình là cô đã nhận ra anh rồi anh đến gặp cô với hình dạng này thật chẳng khác nào băng đảng du côn cả anh lườm hỏi là họ làm em bị thương sao sở oanh oanh và đám bạn cô ta hoảng hốt đồng thanh thanh minh không có chúng tôi chỉ đụng nhẹ cô ta là cô ta tự ngã cô nói đỡ giúp thả họ đi đi thật không đáng nếu vì họ mà anh phải bẩn tay được thôi thế thì tôi sẽ trừng trị bọn chúng theo pháp luật rồi anh bế cô lên cô hốt hoảng Cô có thể tự đi anh làm vậy khiến cô xấu hổ quá. Cô không biết anh muốn đưa cô đi đâu. Anh đáp phòng hiệu trưởng, đám sở oanh oanh sợ tái xanh mặt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bắt đầu lo lắng. Tại sao lại phải đến phòng hiệu trưởng? Sở oanh oanh nói trong run sợ người đàn ông đó. Tao không thấy mặt anh ta. Nhưng nhìn cách ứng xử, cử chỉ và bộ đồ trị giá hàng chục hàng ngàn đô. Anh ta không phải là người bình thường. Chết tiệt, con khốn nghiêm sát sát lần này cô ta quyến rũ ai nữa đây anh bế cô đến phòng giáo vụ theo như chỉ dẫn của cô chỉ vì cô sợ nếu hiểu trưởng mà nhúng tay vào thì cô chính là chủ đề của cả trường mà cô chỉ muốn sống yên bình ở trường mà thôi lúc này chủ nhiệm bất ngờ khi có một người mặc đồ đen đeo kính bước đến văn phòng chưa biết chuyện gì đang xảy ra anh là phó thiếu đáp tôi là người giám hộ cho cô gái này cô ấy đã bị thương và cần nghỉ ngơi một chút chủ nhiệm trầm ngâm quan sát một hồi thấy rằng người đàn ông này trông đáng nghi quá mình biết ra cảnh của sắt sắt phải thận trọng với người đàn ông này về phía cô bé thì bị thương nghiêm trọng quá thậm chí còn chảy máu nữa phải chăng người đàn ông trước mắt đã làm ra điều này bỗng nhiên thầy hét lớn tôi không nghĩ cậu là người giám hộ của em ấy đặt nghiêm sắt sắt xuống ngay rồi chủ nhiệm quay lại thì thầm với sắt sắt nói với giọng chắc nịch nghiêm sắt sắt nếu có gì sai đừng ngại nói cho tôi biết tôi chắc chắn sẽ giúp em cô bàng hoàng ngơ ngác nhìn chủ nhiệm chắc thầy đang nghĩ anh chính là kẻ xấu muốn bắt cô đi đây mà cô phỉ cười nhưng rồi bị tiếng hửng của anh làm tắt cô giải thích vâng thưa thầy anh ấy thật sự là người giám hộ của em chỉ là mối quan hệ này hơi đặc biệt một chút thầy vẫn kiên quyết khẳng định rằng người đàn ông này đang có ý đồ xấu với cô nghĩ đinh ninh rằng anh ta đang ép cô nói những lời như vậy anh tức giận giật khẩu trang tháo kính ra rồi hét lớn vào mặt ông ta ông nghĩ tôi là loại người gì vậy hả nhìn cho kỹ đi tôi là ai chủ nhiệm hoảng hốt mắt chữ a mồm chữ o lắp bắt nói phó thiếu tại sao tại sao cậu lại ở đây Giờ thì chủ nhiệm đã thật sự tin rằng con dấu phó thị được đóng trong bài báo cáo của cô nộp khi sáng nay là sự thật, ánh mắt anh nhìn chủ nhiệm đầm đầm sắc khí, lửa giận bừng bừng theo như tôi được biết, có người bị bắt nạt trong trường, ông có nên xử lý bọn họ không? Ông ta biết mối quan hệ của bọn họ thật sự không phải đơn giản chỉ là người giám hộ. Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng và nhường lại sự riêng tư này cho anh và cô, trong phòng lúc này chỉ còn hai con người ấy, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống. Cô rất bất ngờ khi anh lại xuất hiện ở đây, nhưng sự thật thì tôi đã luôn ở đây. Tôi đã xem em chạy, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là tôi không nên can thiệp. Sau đó, tôi nghe em tranh cãi với một số cô gái và rồi không thấy ra. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn, nhưng vì con đường quá quanh co. Vậy nên tôi mất rất nhiều thời gian để tìm em. Trước đó một giây đều là sự lo lắng, hoảng hốt khi không thấy cô. Giây sau đã bực tức không ngờ rằng tôi chỉ ngoảnh mặt đi một lúc mà em đã bị thương rồi. Hùng, anh kéo váy cô lên, để lộ phần đùi trắng nõn nhưng vết thương khắp nơi cô hoảng hốt này anh làm gì vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại nhưng đôi tay vẫn rất thuần thục xử lý vết thương vết thương của em đã bị vỡ nó rất dễ bị bưng mủ nhưng mà chỗ đó cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của anh tôi tôi có thể tự giải quyết chỗ đó anh ngước mặt lên nhìn cô có vẻ như anh không hề cảm thấy kiêng rè việc này em để ý việc bị tôi nhìn thấy hay sao sự hoảng loạn của cô bắt đầu thể hiện rõ hơn lúc này cô chỉ muốn hét toáng lên đừng chạm vào chỗ đó nhưng bị tiếng bốp làm tỉnh buộc phải trở lại thực tại là anh đã vỗ mạnh vào mông cô nhìn cô với ánh mắt khẳng định đừng quên bây giờ em đang là bạn gái của tôi đấy cơ thể của em đang được tôi thuê nếu có thiệt hại gì tôi có quyền quản lý cô nhìn anh đoán được chắc anh đang tức giận rồi thật ra thì anh chỉ đang muốn tốt cho cô giúp cô xử lý vết thương mà thôi thế rồi cô ngoan ngoãn ngồi xuống buông bỏ phòng bị ngồi yên ở đấy anh nhìn vết thương mà trong lòng không khỏi tự trách bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho em khiến cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn anh nhẹ nhàng cầm kẹp gắp miếng bông chấm nhẹ vào chỗ vết thương của cô người cô run rẩy lên vì đau chỗ vùng da ấy quá nhạy cảm khiến cô đau đớn mà rên rỉ cô không biết vì sao chúng ta chỉ là hợp tác diễn xuất nhưng anh ấy lại vô cùng nghiêm túc như vậy cố gắng giúp cô xử lý vết thương anh ấy thật sự là một người ấm áp trong thoáng chốc cô nghĩ nếu thật sự trở thành bạn gái của anh ấy thì chắc chắn mình sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới này rồi cô sững người rồi liên tục lắc đầu trời ơi mình đang nghĩ cái gì vậy chẳng liên quan gì đến mình hết, anh thấy cô cựa quậy thì ngẩng đầu lên nhìn sao vậy? Còn đau không? A, à, không còn, không còn đau, anh cứ tiếp tục. Ánh mắt anh va phải thân hình nóng bỏng, gợi cảm của cô mà xém chút nữa không kiềm được mình, mau chóng lấy tay che mặt rồi ngoảnh đầu đi nơi khác. Đôi bàn tay của anh vẫn đang đặt nơi đùi cô, khiến cô cảm nhận được hơi nóng lan tỏa ở đôi bàn tay ấy, anh cúi gằm mặt xuống, không nói năng gì. Cô lo lắng cho anh nghĩ rằng tối qua có phải do nghỉ ngơi không tốt mà đã đổ bệnh rồi không, cô giơ tay về phía anh nhưng bị anh chụp lại, mặt anh đỏ bừng đừng đụng vào tôi, nếu không hậu quả em phải gánh hết đấy, gần quá, cơ thể hừng hực của anh áp đảo cô, khiến cô lùi lại phía sau, được, tôi không đụng vào anh, anh có thể buông tay ra được không? Bỗng nhiên cái ghế nơi cô ngồi bị ngã xuống, anh vừa kịp bế lấy cô vào lòng, hai cơ thể gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương trái tim cả hai loạn nhịp anh áp mặt mình gần lại sát mặt cô chuẩn bị trao một nụ hôn nồng thắm rồi đột nhiên anh cảnh giác ngoài cửa hình như có tiếng của người khác anh bế cô tiến đến mở cửa cạch thì ra là chủ nhiệm ông ta đang ở ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện này thì phải ông ta hoành hốt khi thấy phó thiếu với gương mặt đầm đầm sắc khí run rẩy nói ôi chao phó thiếu ngài nghỉ ngơi tốt chứ hạ chúng tôi vẫn đang tìm kẻ bắt nạt mà ngài nhắc tới ông ta nói rất nhiều nhưng anh chẳng hề bận tâm đến quay ngoắt bước lại vào phòng hiện giờ anh chỉ đang lo lắng nếu như anh để cô lại một mình ở trường anh an ủi cô bây giờ cô đang là bệnh nhân nhớ đâu lại bị thương tiếp thì sao tốt nhất tôi nên bế như vậy thì hơn là một người đàn ông tôi không thể để cho người phụ nữ của mình tự đi một cách khó khăn được thế rồi anh bế cô sải bước đi trên hành lang các lớp học trong sự ngưỡng mộ ngỡ ngàng của tất cả mọi người để đi về phía chiếc xe của anh đã đậu sẵn ở ngoài trường cô nép người vào trong lòng anh cảm giác này thật không tệ hệt như một con mèo con ra tới xe anh nhẹ nhàng với qua người cô thắt dây an toàn cho cô rồi dặn dò thật kỹ lưỡng nghỉ ngơi vài ngày đi đừng lo lắng về phía trường học hiểu chưa Cô đang đỏ ửng mặt lên vì sự dịu dàng của anh. Anh nói tiếp: "Cô hãy ở nhà tôi vài ngày, tôi cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi có người chăm sóc cô." Cô ậm ừ, rồi bừng tỉnh, hét toáng: "Hả? Không, tôi không thể ở nhà anh được. Tôi có thể ở nhà bạn trong mấy ngày tới." Những lời từ chối của cô khiến anh lặng người. Anh nhớ lại những biểu cảm lúc cô được anh xử lý vết thương, anh thì có thể không làm hại cô, nhưng nếu là người đàn ông khác khi nhìn vẻ mặt của cô lúc ấy, chắc chắn sẽ đổ gục, không thể kìm được lòng mình. Anh cắn chặt môi, quyết phải đưa cô về nhà ngay lập tức, không cho bất kỳ người đàn ông nào tiến lại gần cô. Không khí buồn phiền trong người anh tỏa ra bao phủ tất cả, cô không hiểu vì sao anh lại không vui, nhưng lại không dám lên tiếng, thế là anh đã đưa cô về nhà anh. Đến biệt thự tư nhân của Phó Thiếu, người giúp việc đang dọn dẹp thì ngưng tay chào hỏi khi thấy Phó Thiếu trở về, họ giật mình, ngã xuống khi thấy trên tay của Phó Thiếu là một người phụ nữ lúc này họ há hốc mùng vì không nghĩ thiếu gia có thể đưa một cô gái về nhà còn bế cô ấy vào lòng họ vui mừng vì cuối cùng biệt thự cũng sắp có nữ chủ nhân rồi anh bế cô vào phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nhưng cô bị những ánh mắt của người hầu bên ngoài cửa đang hóng hớt chuyện nhìn cô như một sinh vật hiếm làm cô ngượng ngùng thắc mắc chỉ anh mới biết được họ cư xử như vậy là bị mẹ của anh ảnh hưởng tới cô cảm thấy khó hiểu chẳng lẽ mình có chỗ nào kỳ lạ lắm sao anh bất giác mỉm cười đồ ngốc trông cô rất đáng yêu đấy cô ngồi ngoan ngoãn trên giường hệt như con mèo con ngồi lắng nghe anh dặn dò mà gật đầu liên lịa để đảm bảo an toàn cho cô tạm thời cô cứ ở lại đây đừng ra ngoài nếu tôi chưa đồng ý tôi sẽ giải quyết hai yêu cầu ngày mai của cô ngay cô đừng lo sắp tới có buổi từ thiện quần áo và công tác chuẩn bị tôi đã sắp xếp cả rồi đến lúc đó cô chỉ cần tham dự thôi anh bị vẻ đáng yêu của cô làm đỏ ửng cả mặt xoa đầu cô muốn được giữ cô lại bên cạnh mình mãi mãi cô nằm một mình trong căn phòng, mặc bộ đồ ngủ do người giúp việc đã chuẩn bị trước đó, cô vui vẻ làm công việc của mình, suy nghĩ về những bài tập ở trường. Học tiếp những bài mà kiếp trước cô còn giang dở, thì nghe tiếng mở cửa cạch, một cô người hầu dễ thương bước vào chào hỏi cô tiểu thư. Thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cô, à hóa ra là người mà anh sắp xếp đến bên cạnh cô, mặc dù cô không cần người chăm sóc, cô còn cảm nhận được người này có gì đó sai sai. Màn đêm buông xuống, cô không ngủ được, thật không dễ dàng để ngủ ở một nơi xa lạ như này, cô nghĩ mình nên ra ngoài hít thở không khí thì hơn cô vừa bước xuống cầu thang thì người hầu lúc nãy hoảng hốt chạy đến làm cô giật mình tiểu thư cô cứ nằm đó đi có gì dặn dò tôi là được cô gái này còn khóc thảm thiết khi bị cô từ chối rồi nhắc lại lời mà phó thiếu đã dặn dò bọn họ không được thiếu gia nói cô không được ra khỏi phòng nếu cô có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi sẽ bị điều việc mất làm ơn cô không thể hiểu được cũng không chịu nổi kiểu như thế này đúng lúc nghe tiếng bên ngoài cửa thiếu gia cậu đã về nghe quản gia nói hôm nay anh đã về muộn hơn mọi ngày trông dáng vẻ của anh có phần mệt mỏi cô đoán chắc là anh bận lắm anh liếc mắt thì nhìn thấy cô đứng nơi cầu thang sao vẫn còn chưa ngủ cô ngượng ngùng đáp tôi vẫn chưa quen ở đây nên hơi khó ngủ thật kỳ lạ cô không thể hiểu nổi mình nữa tại sao có thể nói thật với anh ấy những suy nghĩ của mình lúc này anh nhẹ nhàng cười rồi an ủi cô không có việc gì tôi về rồi đây cảm giác này thật yên bình anh cảm giác mình muốn được trở về nhà ngôi nhà này vì có em mà trở nên ấm áp và thoải mái có vẻ như anh đã giải quyết được những thứ mà cô yêu cầu ngày mai tôi sẽ nói chuyện của bố em còn bây giờ thì muộn rồi nghỉ ngơi đi nhưng cô vô cùng kiên quyết cô muốn ngay bây giờ nếu anh không nói thì có lẽ đêm nay cô không thể nào ngủ nổi thật hết cách với cô anh thở dài có vẻ như cô rất lo cho bố mình anh trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu nói tôi đã phái người lén lấy mẫu trà ở nhà nghiêm ra và cũng đã đưa đi xét nghiệm rồi tôi cũng phái người đi giám sát cao tố nhã nếu có tin gì mới tôi sẽ cho em biết ngay lập tức cô rất vui mừng khi biết được những tin này cô tin bố mình sẽ được cứu nếu kiểm tra trong trà có thành phần độc tố thì cô có thể nắm được điểm yếu của Cao Tố Nhã, anh nói thêm nhân tiện, tôi đã xử lý tên nhân viên trong trường bị Cao Tố Nhã mua chuộc để gài bẫy em, ông ta đã bị cắt chức và tiếp nhận điều tra, sự nghiệp của ông ta coi như kết thúc rồi, cô bất ngờ khi anh nói với cô về điều này, vì cô chưa bao giờ kể cho anh cả. Tại sao anh lại biết? Cô nghĩ anh đã điều tra Cao Tố Nhã mà biết được việc này, đúng thật là năng suất làm việc của anh vô cùng là hiệu quả trong mắt cô. Anh nhẹ nhàng quay lại nhìn cô, bây giờ đã đi ngủ được chưa? Giọng nói của anh trầm, chắc đã thấm mệt rồi, cô tự trách mình đã hại không cho anh ấy nghỉ ngơi thế là cô ngoan ngoãn nằm xuống giường tôi sẽ ngủ ngay đây anh cũng ngủ luôn đi chúc ngủ ngon người cô cũng đã thấm mệt sau một ngày dài ở trường trở về cũng với những vết thương trên người vừa nằm xuống cô đã ngủ ngay lập tức anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cô bất giác cười cả ngày cô ấy ồn ào không ngớt dáng vẻ yên tĩnh của cô ấy thật khiến người khác không quen cho lắm thầm chúc cô ngủ ngon vừa định đứng dậy rời đi thì đúng lúc thấy cô trở mình chiếc chân không còn được đắp trên người nữa mà bị cô ôm vào trong lòng để lộ ra thân hình nóng bỏng của mình dáng ngủ này thật khiến cho người khác không thể kiềm chế nổi anh đỏ mặt cảm thấy quyết định đúng đắn khi đưa cô về đây, không thể để cô ngủ bên ngoài được. Anh sững lại khi nghe thấy tiếng nói mơ của cô bố. Chúng ta được cứu rồi, trong giấc mơ ấy cô có nhắc đến anh phó thiếu, cảm ơn anh. Anh không kìm được lòng mình mà đè xuống, vuốt nhẹ vào gương mặt đang say sưa ngủ của cô nhưng vô cùng nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc, thì thầm rằng cảm ơn tôi. Em định trả ơn tôi bằng cách nào đây? Thân hình gợi cảm, nhấp nhô, đôi môi càng mọng. Bất giác tay anh di chuyển, rồi nâng cầm cô lên đặt môi anh lên môi cô, tự hỏi rằng những thứ anh muốn có được những thứ anh thật sự muốn là cô, liệu cô có nguyện ý cho anh hay không? Bầu không khí vô cùng thăng hoa ấy đã bị cô phá vỡ, chỉ nghe tiếng đốt, mặt anh đỏ ửng. Thì ra là cô vẫn đang mơ, nhưng giấc mơ lần này là muốn đuổi con muỗi biến đi, anh ngồi bịch xuống dưới sàn. Bình tĩnh lại, đắp chăn cho cô ấy, may anh vẫn còn tỉnh táo, không thì suýt nữa là phạm tội rồi. Bình minh đã lên, chào một ngày mới, cô thức dậy với tinh thần tràn đầy năng lượng, có vẻ tối qua cô đã ngủ rất ngon, đi ra khỏi phòng cô vừa bước xuống cầu thang thì đã có tiếng vọng tới chào buổi sáng lại đây ăn sáng đi là một người cực kỳ mê ăn uống cô nhìn đống đồ ăn với đôi mắt long lanh oa phần còn lại là cho tôi sao thật thịnh soạn cảm ơn nha phó thiếu cô vừa ăn vừa ngước lên mặt nhìn anh thấy má anh sưng đỏ cô hoảng hốt phó thiếu anh bị tắt đấy à thì lặng thinh không biết nên trả lời như thế nào rõ ràng tối qua anh đã xử lý ngay sau đó rồi nhưng hình như vết hẳn vẫn còn hiện rõ khiến người khác nhận ra ngay tức thì cô tức giận tay sắn áo lên trông rất quyết chiến ai dám tát phó thiếu chứ tôi sẽ dạy hắn ra một bài học bộ dạng của cô lúc này như sắp đánh nhau tới nơi kẻ nào lại dám làm ân nhân của ta bị thương tôi sẽ cho hắn biết tay luôn anh chỉ biết thì thầm trong đầu là em đó rồi anh nói cảm ơn là do tôi bất cẩn bị va chạm nhẹ từ trạng thái đang tức giận bừng bừng cô bắt đầu lo lắng cho anh cô với tay qua định chạm vào khuôn mặt đang sưng đỏ của anh cô cúi người xuống để lộ vòng một căng trò cùng với chiếc váy dây gợi cảm anh không kìm được lòng mình tối hôm qua còn chưa đủ hay sao anh đứng bật dậy xin phép đi làm rồi bước đi thật nhanh để cô lại với muôn vàn câu hỏi và vẻ mặt đầy lo lắng màn đêm buông xuống trong căn phòng ấy anh đưa cho cô bản báo cáo xét nghiệm chất độc trong trà và bác sĩ mà cô yêu cầu cũng đã liên hệ cô cầm kết quả của bản báo cáo mà sửng sốt bản kết quả y hết như kiếp trước chính là chất độc mãn tính dần dần giết chết bố của cô việc bây giờ là cô phải chứng minh được cao tố nhã chính là người đã bỏ thuốc độc vào trong trà thì mới có thể cho bố thấy được bộ mặt thật của ả à. trải qua được một kiếp lần hồi sinh này cô quyết không để bi kịch xảy ra lần nữa cô siết chặt tờ giấy kết quả lòng đầy cam phẫn nói với anh mình phải kiên nhẫn trước khi tìm ra bằng chứng bệnh sẽ không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào trước khi chất độc phát tác nên bây giờ bảo bố trị liệu thì e là cao tố nhã sẽ dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm anh nói thêm khi theo dõi cao tố nhã cũng đã tìm ra chất độc khác mà bà ta mua bán tôi cũng đã làm xét nghiệm chất độc này có tính độc mạnh hơn nhiều cô hoảng hốt mặt tái nhợt thật kinh khủng bà ta vẫn còn chất độc khác lẽ nào bà ta phát hiện ra điều gì đó và mau chóng thay đổi kế hoạch đúng là một mụ già độc ác kiếp trước đã hại bố cô chết vẫn chưa đủ thảm hay sao trải qua chuyện ở kiếp trước đến giờ khi cô nghĩ lại vẫn thấy đau đớn cô đã cầu xin rất nhiều bác sĩ cứu giúp nhưng không ai trong số họ có thể cứu được bố của cô cô không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn bố vật lộn trong đau đớn cô nghiến chặt răng run rẩy những điều đó thật quá khủng khiếp đối với cô cô không muốn nó xảy ra một lần nào nữa anh ngước mắt lên nhìn cô giơ tay xoa đầu cô an ủi mắt cô lúc này đã ngấn lệ nhưng cô biết lúc này không phải lúc để khóc cô vội lau nước mắt ngước lên mỉm cười nhìn anh phó thiếu anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều cảm ơn anh anh thật không thể hiểu cô lúc này anh có thể thấy rõ được nỗi buồn trong mắt của cô nên anh không muốn cô phải ép bản thân mình mỉm cười như vậy anh quay ngoắt người đi chỉ liếc mắt về phía sau nhìn cô rồi nói thế tôi đi đây ngủ ngon nhé có gì cần thì cứ gọi tôi anh nghĩ hiện giờ sát sắt đang muốn được ở một mình được khóc nhưng không phải là trước mặt của anh anh quả quyết khẳng định với lòng mình bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em anh sẽ bắt tất cả phải trả giá cô rất vui khi phó thiếu đã giúp đỡ mình nhiều như vậy cô phải phấn chấn lên thôi đột nhiên điện thoại vang lên đầu dây bên kia cất giọng nói xin chào là bố sắt sắt kỳ học mới đã bắt đầu chưa con sống có tốt không con có cần thêm tiền không nhớ là phải chăm học ở trường nhớ chưa tiếp theo sau đó là vô vàn những câu hỏi han quan tâm động viên của bố khiến cô ngấn lệ đôi mắt đổ hoe bố nhớ con gái rồi chính câu nói này đã làm cô òa khóc cô cũng thật sự rất nhớ bố của mình bố cô là một người tốt nhưng thật đáng tiếc ông ấy đã phải lòng một người phụ nữ xấu xa kẻ đã che mắt và lừa dối ông luôn tìm cách chiếm tài sản của nhà nghiêm gia cô đã có thể chịu đựng được cuộc sống đau khổ như vậy ở kiếp trước vì bên cạnh cô có bố cô đã mất mẹ bên cạnh cô giờ chỉ có bố mà thôi cô mong bố mình được sống tốt có cuộc sống ổn hơn cô từng đã cố gắng tin tưởng và yêu quý người phụ nữ mà ông ấy yêu nhưng rồi kết quả thật thảm hại Bà ta đã hại chết ông ấy, còn hại chết cả mình nữa. Cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô, bố cô cất tiếng bao giờ thì con về nhà. Cô chợt bừng tỉnh, vội lau dòng nước mắt đang lan dài. Cô lo cho bố của mình, nếu bây giờ cô thỏa hiệp, chấp nhận về nhà, thì bố sẽ gặp nguy hiểm mất. Cô không thể nhượng bộ được, kể cả khi điều đấy sẽ làm bố buồn. Cô khẳng định lại với bố thêm một lần nữa con đã nói rồi con sẽ về nhà trừ phi cao tố nhã chịu xin lỗi con bố cô giải thích và muốn cô hiểu thông cảm cho cao tố nhã bố đã kết hôn với cao tố nhã nhiều năm rồi mọi điều bà ấy làm đều là vì tốt cho gia đình này mà thôi bố cô đã ra sức thuyết phục cô trở về nhà nhưng cô vẫn cương quyết con không thể con phải cúp máy đây tạm biệt bố cuộc điện thoại ấy vừa kết thúc cô ngồi bịch xuống đất khóc nức nở thật ra cô rất muốn về nhà muốn được về nhà của mình nơi mà có ba có mẹ có tình yêu thương của hai người dành cho con và cả những tiếng cười một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn bên ngoài cửa phòng anh vẫn chưa từng rời đi anh vẫn lặng lẽ theo dõi cô anh đã nghe hết tất cả nghe thấy tiếng cô khóc anh muốn được ôm cô dỗ cô vào lòng nhưng có lẽ cô cần có không gian riêng ngay lúc này anh âm thầm an ủi cô đừng khóc không cần phải về ngôi nhà đó nữa anh sẽ xây một tổ ấm mới cho em thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh vết thương của cô gần như đã lành lại hôm nay chính là ngày bữa tiệc đấu giá từ thiện được diễn ra cô đang thử những chiếc váy lộng lẫy nhất để chuẩn bị cho bữa tiệc với thân hình quyến rũ của cô kết hợp cùng với chiếc váy màu đen thiết kế tinh xảo càng tôn lên được vẻ đẹp gợi cảm của cô cô không ngờ rằng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy còn biết rõ sai của cô anh ngắm nhìn cô trong chiếc váy ấy bất giác trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô bị anh trói chặt tay bằng tay của anh Mặc chiếc váy ấy ở trên giường, thật quyến rũ, anh lấy tay che mắt mình, không thể nổi anh đang nghĩ cái gì nữa, vì chiếc váy này quá gợi cảm, nó khơi gợi những suy nghĩ không đứng đắn, anh không thể để người khác thấy cô với bộ dạng này được, anh quay ra, nhân mặt, nghiêm túc nói với cô không được mau thay đi cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, không hiểu được lý do vì sao anh lại tức giận, chiếc váy này đẹp mà, nó vô cùng hoàn hảo, nhưng anh nhất quyết thay đi, cô chỉ đành đồng ý làm theo lời anh cô quay lại tủ quần áo bắt đầu chọn lựa và thử bộ khác cuối cùng cô chọn một chiếc váy trắng dài qua mắt cá chân không quá ôm cơ thể theo như anh thấy thì bộ đồ này cổ áo không khoét quá sâu không lộ gì nhiều nó còn che được phần ngực của cô ấy cả phần chân của cô cũng đều được che lại giờ thì không có kẻ nào trông thấy được làn da mềm mại của cô nữa anh đã thông qua rất hài lòng với chiếc váy này cô nhìn gương mặt anh cười hành động gật đầu có vẻ anh rất thích chiếc váy này bữa tiệc từ thiện cuối cùng cũng được diễn ra tại một nơi rất sang trọng xung quanh có rất nhiều người quyền quý cô khoác tay anh cùng bước vào bữa tiệc trong ánh mắt hâm hộ của mọi người và sự tò mò về danh tính của người đi bên cạnh phó thiếu hôm nay là ai vì họ chưa bao giờ thấy anh đi cùng với bất kỳ cô gái nào cả họ thì thầm với nhau có lẽ đống tin đồn phó thiếu đang hẹn hò là thật rồi cô lúc này vô cùng ngượng ngùng xung quanh có quá nhiều người đang nhìn về phía cô cảm thấy bản thân mình hệt như một con khỉ được trưng bày vậy đột nhiên bàn tay anh khẽ vòng qua ôm lấy eo cô khiến cô giật mình quay đầu lại anh nhìn cô mỉm cười thả lỏng đi em không cần phải làm gì cả chỉ cần cười tôi sẽ làm phần còn lại cho em phục vụ bưng rượu đỏ lên anh liền lấy một ly đưa cho cô rồi nhẹ nhàng dặn dò nếu em không muốn uống rượu vang thì lát nữa khi chào hỏi chỉ cần giả vờ nhấp một ngụm thôi cô đỏ ửng mặt vì sự chú đáo và tinh tế của phó thiếu cô cảm thấy nhiệm vụ giả làm bạn gái của anh chỉ là mới bắt đầu bản thân cô cần phải diễn thật tốt cô rất hiếm khi tham gia một bữa tiệc nào, nhưng vì cao tố nhã mà cô đã mất rất nhiều công sức ở bữa tiệc lớn như thế này. Không chỉ gặp những người có máu mặt trong giới mà còn có thể mở rộng tiền đồ, bản thân cô cần phải tự mình tích lũy mối quan hệ mà không cần đến sự giúp đỡ của nhà họ nghiêm. Cô thật sự rất biết ơn phó thiếu vì đã cho cô nhiều cơ hội tốt như vậy để có thể phát triển bản thân mình. Đằng xa ở một góc nào đó của bữa tiệc có hình bóng của một người phụ nữ vô cùng quen thuộc là Cao Tố Nhã, bà ta bất ngờ không tin vào mắt mình khi gặp sát sắt ở bữa tiệc này bà ta nhìn bộ váy mà cô đang mặc biết chắc bộ váy này rất đắt tiền bà ta cam phẫn nghiến răng nghĩ đến gần đây kế hoạch của mình liên tục thất bại thảm hại bà ta khẳng định chắc chắn rằng có một thế lực mạnh mẽ nào đó đang cản trở bà ta quyết định không thể để cô quyến rũ sát sắt được bà ta nhìn sang phía chồng mình và bắt đầu diễn những trò dơ bẩn với gương mặt đầy sự lo lắng bà ta nói anh xem em đã bảo rằng có gì đó không đúng với sát sắt em thật sự rất lo lắng cho con bé nếu con bé trở thành tình nhân của phó cận thâm thì sao con bé làm mất thể diện nhà họ nghiêm thì không sao cả nhưng con lại còn quá trẻ rồi tương lai của nó sẽ ra sao ông ta với gương mặt đầy sự lo lắng nhưng chấn an bản thân mình và nói với bà ta rằng sát sắt không phải là loại người đó con bé sẽ không trở thành tình nhân của bất kỳ ai nhưng có một khoảng cách rất lớn về địa lý giữa con bé và phó cận thâm ông ta lắng cho con gái của mình vì biết rằng phụ nữ đối với anh ta không thiếu chỉ cần anh là muốn là sẽ có được. Nếu anh ta không nghiêm túc với sát sắt thì sẽ khiến con bé đau lòng, ông ta không muốn điều đó xảy ra. Bữa tiệc chưa tàn, cô ra chiếc ghế sofa trên sân thượng để ngồi nghỉ ngơi, cô cảm thấy không khí ở bên ngoài thoáng đãng và tốt hơn nhiều. Bỗng đằng xa có tiếng của người nào đó vọng tới trả, không phải là con gái yêu của ta đây đây sao, tại sao con lại ở đây? Chẳng phải con nên ở trường hay sao, chính là cao tố nhã, bà ta dùng giọng điệu châm biếm với gương mặt cười khinh nói con thật không biết xấu hổ khi quyến rũ phò thiếu là mẹ con, ta cảm thấy thật hổ thẹn, cô chỉ có một người mẹ thôi, bà ta sao, không xứng, cô cao mày là mẹ kế, cô nghiêm túc nói với bà ta để vu khống tôi trước mặt bố. Bà đã mua trục trợ lý ở trường học, tôi đoạn bà đã biết hậu quả của người cấu kết với bà rồi, bây giờ không còn một ai dám hợp tác với bà nữa đâu. Bà ta phát điên lên, không thể giả bộ được nữa, tiến lại gần sát sát, thì cô đứng phát dậy bà tính giở trò gì nữa. Tung tin đồn rằng tôi là tình nhân của phó thiếu sao, cô chừng mắt gì cao à im cái miệng của bà lại đi, cái miệng dùng để ăn chứ không phải để a, à, đừng có nhầm. Bà ta đột nhiên thay đổi bộ mặt, cảm xúc của mình sắt sắt, gì chỉ muốn tốt cho con. Tại sao con không chịu nghe lời gì vậy? Cô biết bà ta đang dở trò, chắc chắn xung quanh đây có người. Bà ta đột nhiên nói Hàn Lâm, anh xem con bé đi, sao nó có thể nói em như vậy? Quả nhiên là bố, bà ta thật độc ác, bà ta muốn tìm người thân cận để hất cô đi. Cô quá rõ bộ mặt thật của bà ta rồi. Liệu trước được rằng bà ta sẽ sử dụng chiêu này, cô quyết sẽ đấu với bà ta tới cùng. Lúc này cô tay cầm ly rượu vang lên chuẩn bị rời đi nhưng vẫn không quên nói với bà ta con nghĩ việc chọn người yêu và hôn nhân như thế nào là tự do của con. Thưa gì cao, đã thời đại nào rồi, nói ra không sợ người khác chê cười sao, không phải chỉ cần có quan hệ với phó gia thì Nghiêm gia sẽ có lợi hay sao? Nhưng bà ta lại luôn tìm cách tách họ ra một cách bất thường như vậy, bà ta chắc đang có mục đích gì khác. Cao Tố Nhã bắt đầu quay về phía chồng mình nũng nịu tỏ vẻ đáng thương uẩn khúc em chỉ đang lo cho sát sắt thôi mà sao con bé có thể nói như vậy vậy sau này em sẽ không can thiệp nữa ông ta vẫn nhẹ nhàng an ủi vợ mình sát sắt còn nhỏ em đừng tức giận nhưng lại quay sang cô sát sắt xin lỗi gì cao đi gì cao cũng chỉ muốn tốt cho con thôi bà ta có thể lừa mọi người có thể thể hiện tốt có phong thái của một hiền thê từ mẫu Nhưng lần này đừng hòng lừa cô cô sẽ không để bà ta điều khiển cuộc đời cô một lần nào nữa Cô thế mà rời đi chẳng thèm quan tâm nữa, bố cô liền không vui sát sắt, từ nhỏ con vẫn luôn ngoan ngoãn, hôm nay con sao vậy? Cô tức giận, cắn chặt môi, lúc này cô không muốn nghe thêm, cô mất tất cả có lẽ bởi vì sự ngoan ngoãn, vâng lời nhu nhược đó. Đột nhiên từ đằng sau, có giọng nói của phó thiếu chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Có điều gì không tốt trong bữa tiệc khiến mọi người không hài lòng à? Lúc này cả bà và ông ta đều hoảng sợ, mồ hôi chảy nhễ nhại không, chỉ là vài chuyện lật vặt trong nhà, thật ngại quá đã làm phiền phó thiếu rồi rồi xin phép rời đi ngay sau đó vừa định quay lưng chạy thật nhanh thì bị phó thiếu gọi lại khiến họ giật mình nhưng anh lại cảm ơn hai người họ vì đã nuôi dạy sát sắt bà ta lắp bắp trả lời nhưng có vẻ phó thiếu không được vui và muốn nhấn mạnh cho họ biết rằng giờ đây anh đang là người bảo vệ cô họ vừa kịp nghe anh nói vậy thì ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh cô nhìn họ rời đi mà cảm giác thật buồn bã cuối cùng thì bố cô vẫn chọn tin tưởng bà ta chứ không phải là cô anh thấy vậy thì an ủi cô cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô đừng để cảm lạnh đừng để ý chuyện ban nãy cha em sớm muộn gì cũng biết sự thật thôi cô cảm thấy vô cùng biết ơn phó thiếu cô xoay người rồi cảm ơn anh cô còn nói thêm dù mối quan hệ chúng ta là giả cô vui vẻ hỏi anh về mẹ của anh để tránh làm mất mặt của anh khi gặp bà ấy nhưng anh thì không phải vậy anh muốn nói thật to cho cô biết rằng những điều anh vừa nói với gia đình cô đều là sự thật nhưng anh chỉ thì thầm ở miệng anh thở dài ngồi xuống ghế sofa anh nói với cô sẽ biết được tính mẹ của mình khi họ gặp nhau anh chắc chắn rằng họ sẽ hòa thuận thôi nhưng cô thì đang tưởng tượng ra viễn cảnh mẹ anh sẽ ngăn cấm hai người quen nhau có ý định sẽ tìm người mới cho anh hoặc là mẹ anh ném cho cô một đống tiền để rời xa anh anh phì cười thật hết cách với cô không ngờ trí tưởng tượng của cô thật phong phú như vậy nhưng anh là người hiểu rõ mẹ mình nhất đối với mẹ anh mà nói bạn gái của anh chỉ là nữ và còn sống thì bà đã vui vẻ hãnh diện đến mức muốn nói cho toàn thế giới biết đột nhiên anh léo tay cô bế cô ngồi lên đùi của anh anh châm chọc cô khiến cô đỏ ửng hai bên má cô đẩy anh ra rồi hét lớn đứng dậy nói chuyện đi mẹ anh rốt cuộc thích kiểu con gái như thế nào để tôi còn biết mà chuẩn bị nữa anh kéo cô lại ghé sát vào tai cô thì thầm rằng bà ấy thích người sexy và biết cách quyến rũ đàn ông thì cô có làm được không anh lại chọc cô rồi, còn cô thì cho rằng anh đang thử khả năng diễn xuất của mình. Cô bắt đầu nhập vai, giơ hai tay của mình quàng qua cổ của anh, đôi mắt long lành, đôi môi hững hờ thì thầm với anh hay tối nay chúng ta cùng chơi đi, ở đây lạnh quá, anh sưởi ấm cho em đi, anh cười rồi ôm cô, hai tay bám vào lưng và nâng cô lên. Tay của anh ấy truyền đến sự ấm áp, chiếc áo khoác thì tỏa ra mùi hương cực kỳ dễ chịu, người cô run rẩy, anh thấy có vẻ như cô không ổn nhưng không người không ổn lúc này là anh anh cắn răng và ôm chặt lấy cô khiến cô không cử động được cơ thể cô bắt đầu nóng bừng không thể tự mình điều khiển cơ thể cảm giác này giống hết như lần đầu tiên cô gặp anh ấy cô rên rỉ kêu lên phó thiếu anh ôm tôi chặt quá rồi đấy đau quá lúc này anh mới tỉnh táo nhận thức được rằng cô đang run rẩy anh đã làm cô sợ anh buông tay ra cô né tránh ánh mắt của anh chỉ vì cô nghĩ hiện giờ bản thân cô có lẽ rất kỳ lạ cô không muốn anh thì thấy cô trong bộ dạng như thế này còn anh cảm thấy hối hận giờ cô ấy còn không cho mình động vào vì đã quá gấp gáp anh nhẹ nhàng vỗ về cô xin lỗi tôi không thể kiềm chế bản thân mình nên đã làm em sợ chắc em mệt rồi nghỉ ngơi đi tôi sẽ không làm gì em đâu cô không phải không thoải mái khi anh ôm mình chỉ là cô không thể cử động được khi anh ấy ôm cô như vậy mà thôi hóa ra anh thật đơn giản như vậy sao anh ấy quá dịu dàng với một người như cô mặc dù đối với cô mối quan hệ này chỉ là giả cô không hề ghét bỏ điều đó rồi quay mặt lại ấp úng nói với anh tôi Tôi không sợ anh, điều cô sợ là sẽ bị gục ngã trước sự dịu dàng của anh. Anh mỉm cười nhẹ nhõm rồi ôm cô vào lòng, anh ấy chấp nhận chờ, chờ đợi cô, không vội vã, chờ tới ngày cô một lời hát một dạ chấp nhận anh, bất chợt cô tỉnh giấc, vẫn thấy anh ôm cô với tư thế đó suốt một khoảng thời gian dài. Cô lo lắng rằng giờ đã quá trễ rồi, có lẽ bữa tiệc cũng đã kết thúc, nhưng bữa tiệc này được tổ chức đến tận khuya, rồi anh dẫn cô bước lại vào sảnh của bữa tiệc mọi người bất ngờ khi thấy anh trở lại, vội vàng tới hỏi tiếu tít. Cô nghĩ anh đã ở bên cạnh cô quá lâu rồi, giờ cô nên để anh làm. Việc của mình thì sẽ tốt hơn. Cô bước tới chỗ người phục vụ và lấy ly rượu mới. Đột nhiên có một người đàn ông ngoại quốc quốc ăn mặc lịch thiệp. Đeo kính bước tới chào hỏi cô. Anh ta nghĩ rằng cô đi một mình tới bữa tiệc sang trọng này. Nhưng ngay lập tức cô nói rằng không phải là như vậy. Cô tới đây cùng với một người khác. Nhưng anh ta có vẻ chưa chịu bỏ cuộc anh ta còn muốn được mời cô dùng bữa đêm chung, nhưng cô từ chối và xin phép rời đi. Cô cảm thấy anh chàng người ngoại quốc này nói tiếng Trung rất tốt. Thậm chí anh ta còn biết những món đêm khuya, nhưng không dễ dàng để mời một cô gái người Trung ra ngoài đâu. Anh ta thấy cô rời đi. Thì tiến tới, kéo chặt lấy tay của cô, bắt đầu lộ mặt thật của mình tôi biết thế nào là lạt mềm buộc chặt. Chúng ta chỉ cần thỏa mãn nhu của nhau và sau đêm nay không cần phải liên lạc gì nữa. Anh ta còn vô liêm sỉ hơn khi nói rằng sẽ làm cô cảm thấy hài lòng, rồi chu miệng lên định hôn cô, lúc này cô phát điên lên. Hất thẳng ly rượu đang cần trên tay vào mặt hắn rồi hét toáng lên xin lỗi, tôi không phải loại phụ nữ đó, anh ta tức giận, tôi sầm mặt lại, trợn mắt nhìn cô cô biết tôi là ai không. Sao cô dám hất rượu vào tôi, cô không còn muốn sống trong thành phố này nữa sao, mọi người xung quanh đó khi nhìn thấy vụ lộn xộn ồn ào này thì bắt đầu bàn tán. Người ngoại quốc vừa rồi hình như là thiếu gia của thương hiệu 20, mọi người nghĩ cô đã gây ra rắc rối lớn khi đụng tới anh ta, có khi còn gây ra tranh chấp quốc tế nữa. Từ đằng xa nghe tiếng ồn ào anh tới gần hỏi cô, cô tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn hắn quấy rối tôi, đúng thật là không thể hiểu nổi đây là loại người gì nữa. Cô không nghĩ ở đây cũng có thể gặp loại người như vậy, thật là kinh tởm, anh ta vẫn huynh hoang cười nhạo cô tôi đang cho cô một cơ hội đấy. Cô biết là biết bao nhiêu phụ nữ muốn ngủ cùng với tôi mà không được không? Cô may mắn lắm đấy. Sau khi phó thiếu nghe hắn nói vậy thì tức giận. Tôi sầm mặt lại, nổi cơn thịnh nộ, quát vào mặt hắn có vẻ như cậu muốn kết thúc hợp tác của chúng ta nhỉ? Xin lỗi bạn gái tôi ngay, ngay lập tức. Nhưng hắn ta có vẻ như vẫn chưa biết anh là ai và mối nguy hiểm đang dần ập vào người anh ta. Phó thiếu thật sự tức giận. Lần này coi như cậu ta xong DOI-DOI, từ đằng xa có một người đàn ông chạy đến tát thẳng vào mặt hắn rồi chửi thằng ngu này, mày suốt ngày đi chơi bời gái gú, hôm nay còn gây rắc rối cho bố nữa rồi đuổi anh ta cút khỏi bữa tiệc này ngay lập tức. Sau đó ông ta qua lại, run rẩy quỳ gối xin lỗi phó thiếu và mong được bỏ qua cho gia đình ông ta lần này. Ông ta biết rằng Trung Quốc hiện tại là một thị trường vô cùng béo bở. Nếu ông ta muốn đứng được ở đây thì phải bắt buộc hợp tác với phó thị, nếu như tuột mấy cơ hội này, tổn thất khi mất thị trường Trung Quốc thật không thể rong đếm được nhưng có vẻ phó thiếu không muốn bỏ qua chuyện này anh trợn mắt nhìn ông ta nhìn cách ông nuôi dạy con trai như vậy tôi đoán ông cũng chẳng phải loại người tốt lành gì tôi e rằng hợp đồng của chúng ta nên chấm dứt tại tại đây cáo từ rồi anh nắm tay cô dắt cô rời khỏi bữa tiệc này mọi người bắt đầu hoang mang vì phó thị chính là nhà tài trợ lớn nhất cho bữa tiệc này nếu phó thiếu rời đi sớm như vậy thì thật là tổn thất tất cả đều do hai cha con nhà này mọi người dồn lại đánh cha con nhà này thừa sống thiếu chết trên đường đi về nhà anh không nói bất kỳ điều gì cả nhưng có vẻ anh chưa hề nguôi giận về những lời nhục mạ của tên người ngoại quốc kia đối với sát sát trước tất cả mọi người. Anh quyết sẽ không để hắn có chỗ đứng trong thương trường này. Đột nhiên cô cất tiếng xin lỗi, "Phó thiếu, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, lần sau tôi sẽ chú ý." Anh gắt giọng, "Tôi sầm mặt lại, quay người về phía cô. Hét toáng lên lên sau, em còn muốn loại chuyện này xảy ra bao nhiêu lần nữa hả?" Sau khi nghe anh nói vậy, cô suy nghĩ, rồi cảm thấy buồn vì anh đã giúp mình nhiều như vậy, có việc đóng giả làm bạn gái của anh cô cũng không làm xong được nữa, miệng cô liên tục nói lời xin lỗi, anh bị giữ người, hóa ra vừa rồi anh đã làm cô sợ. Thật ra anh không hề giận cô, vì đây không phải lỗi của cô, nên cô đâu cần phải xin lỗi anh. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu thế anh giận cái gì, anh thì thầm với cô em còn không biết nữa sao, thì ra là anh đang ghen hay sao. Đột nhiên tài xế phanh gấp kết, làm cho cô ngồi phía sau ngã nhào vào lòng anh, thì ra phía trước có tai nạn. Thế nên giờ phải đi đường vòng để về nhà, lúc nào không khí trong xe trở nên gượng gạo, họ chỉ muốn thật nhanh chóng tới nhà và xuống xe. Khi vừa tới nhà, cô đã vội vã chào tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon rồi chạy vào phòng mình. Đóng cửa rầm, vì cô vô cùng ngượng ngùng chuyện vừa rồi, không thể tin là anh đang thích cô hay sao? Có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi phải không? Có lẽ cô cần một giấc ngủ để bình tĩnh lại. Sáng hôm sau trên khắp các trang báo diễn đàn đều là tin tức về việc phó cận thâm có bạn gái mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi về vấn đề này càng khẳng định chắc chắn rằng việc phó cận thâm có bạn gái là sự thật vì đối với đàn ông mà nói họ chỉ bảo vệ những người con gái mà mình thích thôi các cô gái bắt đầu lo lắng ghen tị khi nghe tin anh có bạn gái trong một căn biệt thự nọ có một người phụ nữ đang ngồi xem ảnh của hai người họ và nghe quản gia đọc những tin tức này thiên kim của nghiêm sát sắt cùng nhau xuất hiện ở đêm tiệc phó thiếu đã chặn hết đường làm ăn của người dám xúc phạm cô ấy thế thì cô ấy không phải đơn giản chỉ là bạn được xem ảnh của họ xem nào quản gia hỏi bà nên xử lý việc này như thế nào bà vui sướng nhưng tiếc vì mình không thể tham gia khóc thật lớn rồi hét toáng lên tối qua tôi mà tham dự buổi tiệc đó thì tốt tôi có thể gặp được con dâu tương lai của mình rồi cái tin tức ngu ngốc này chỉ có một tấm ảnh mờ tịt không tài nào nhìn thấy nổi con bé quản gia bên này cũng bất lực ông ta đã nói với bà là đừng lười mà bỏ lỡ bữa tiệc nhưng bà không nghe bà lấy điện thoại của mình ra gọi điện cho phó cận thâm với gương mặt tức giận nhưng giọng điệu vô cùng thảm thiết phó cận thâm mẹ nói cho con biết mẹ mặc kệ mang bạn gái về đây ngay cho mẹ nếu không quan hệ mẹ con giữa hai ta cắt đứt nhưng anh lại nói cô đang mệt và cần được nghỉ ngơi mẹ anh tiếp tục hẹn ngày mai ngày mai dẫn bạn gái qua cho mẹ mẹ sẽ nấu ăn hoành tráng tráng cho hai người họ rồi tắt máy mẹ anh vô cùng phấn khích và hào hứng mong chờ ngày mai mẹ anh đã nghĩ đến việc đăng ký kết hôn rồi sẽ sinh cháu cho bà ấy. Bà vui sướng cười phá lên rồi hét lớn sớm bắt cóc con dâu về nhà thôi đúng thật là mẹ nào con ấy, họ quá giống nhau về khoản này. Màn đêm đã buông xuống, phủ kín thành phố, anh tới phòng cô gõ cửa, hỏi rằng cô đã ngủ chưa. Với gương mặt chưa tỉnh ngủ cùng với thân hình gợi cảm của mình đã làm anh phải mau chóng quay mặt về hướng khác, không thì anh sẽ không kìm được lòng mình mất. Anh vào thẳng vấn đề chính mẹ tôi muốn được gặp em vào ngày mai. Đột nhiên trong đầu cô tưởng tượng ra bao nhiêu hình ảnh người mẹ chồng độc ác và cô suy đoán từ tính cách của anh. Thì cô đoán mẹ anh cũng sẽ không phải là một người dễ tính. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Anh xoa đầu an ủi cô đừng quá rè rặt. Quần áo tôi sẽ cho người chuẩn bị cho em. Ngày mai em cứ tự nhiên một chút là được. Cô áp lực với chính mình. Cô nghĩ lần này mình phải làm tốt vai diễn này. Anh đã giúp cô rất nhiều, lần này chính là cơ hội báo đáp tấm lòng của anh ấy. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, cô người hầu đã mang quần áo mà anh chuẩn bị cho cô đến một chiếc váy đơn giản nhẹ nhàng mà độc đáo đúng là do anh chọn lựa cẩn thận chứng tỏ anh thật sự rất quan tâm đến việc cô gặp mặt mẹ của anh ấy cô bước xuống phòng bếp chào hỏi anh anh nhìn cô ngây người rồi nói cô nhanh chóng ăn sáng anh không thể kìm chế nổi bản thân mình nếu cứ mình cô mãi như vậy nên đành ngoảnh mặt đi nơi khác cô thì không biết tại sao anh lại hành động như vậy hay vì bản thân cô mặc chiếc váy này không đẹp hay sao cắt ngang dòng suy nghĩ của cô anh cất tiếng bộ váy này rất hợp với em làm cô cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết tại dinh thự cổ của phó gia hai người họ cuối cùng cũng đến nơi cô thầm nghĩ không ngờ một gia tộc lớn như phó gia mà phủ đệ lại khiêm tốn như vậy không giống các thế gia khác phủ đệ này trông rộng lớn lắm trông như một thế ngoại đào nguyên với phong cách thanh lịch khiêm tốn cũng rất đặc biệt không khí ở đây thì vô cùng trong lành làn gió cũng thật dễ chịu khiến người ta cảm giác bình yên thoải mái đúng là một nơi tuyệt vời để sống cô muốn mua một ít quà nhưng anh lại nói không cần cô chỉ sợ nếu đến tay không không có gì cả thì thật bất lịch sự quá cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn thằng con trời đánh sao tới muộn vậy hả người mẹ tay cầm chiếc vá người đeo tạp dề như lửa giận phừng phừng nhìn con trai mình con có biết mẹ chờ bao lâu chưa kịp nói hết câu bà nhìn thấy một người phụ nữ bên cạnh con trai mình thì đổi thái độ quay ngoắt sang nhìn cô gương mặt hiền hòa của bà ấy thể hiện được bà đã chờ cô rất lâu rồi oa con dâu con đến rồi à anh thì có thể bình tĩnh nhưng cô thì không cô giữ người đây là phó phu nhân lần đầu tiên gặp cô mà đã gọi cô là con dâu phu nhân thật sự rất nhiệt tình chưa đợi cô kịp phản ứng thì anh nói mẹ mẹ không cần phải nấu nướng đâu chúng ta có thể thuê một đầu bếp mà nhưng người mẹ nhất quyết không chịu vẻ mặt vô cùng hào hứng không sao hôm nay con dâu tới nhà cơ mà tất nhiên mẹ sẽ phải tự nấu chứ phải để con bé nếm thử tay nghề của mẹ chồng nữa chứ Hình ảnh mẹ chồng hung ác trong tưởng tượng của cô hoàn toàn bị sụp đổ khi gặp mẹ của anh, cô cảm thấy không giống như phim truyền hình và sự tưởng tượng của một xíu nào. Mẹ của anh vừa trẻ trung lại dễ thương, bác ấy khác hoàn toàn so với những gì mà cô đã nghĩ trước đó, làm cho cô cảm giác gần gũi, thân quen và dễ chịu. Cô cất tiếng chào hỏi, mẹ anh đột nhiên nắm lấy tay cô, mắt rưng rưng thật xúc động, cuối cùng thằng con trai của mình cũng kiếm được người vợ như những người bình thường khác vẫn làm, cô bất ngờ khi nghe mẹ anh nói như vậy. Mọi người ai cũng biết Phó Cẩn Thâm là một thiếu niên tài năng, nổi tiếng trong gia đình quyền thế, nhảy lớp từ khi còn rất trẻ, được nhận vào trường đại học quốc tế danh tiếng khi chỉ mới 14 tuổi, là một trong những học sinh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường đại học, nhưng để làm mẹ của một thần đồng như vậy thì thật không dễ dàng. Khi anh lên 10, như bao đứa trẻ khác, họ đều thích thú với những câu chuyện cười hài hước nhưng anh cảm thấy điều đó quá nhạt nhẽo. Thứ anh cảm thấy hứng thú lúc này chỉ có sách và sách, anh có thể đọc sách cả ngày mà không cảm thấy chán, những quyển sách dày, to và nặng anh được những quyển sách tiếng Anh dành cho chuyên gia, mẹ anh cũng không tài nào hiểu được, năm anh 20. Bạn bè xung quanh anh bắt đầu có bạn gái, nhiều người còn có ý định kết hôn, nhưng anh chỉ có công việc trong đầu. Không có ý định đi tìm bạn gái, mẹ anh tức giận, nhưng cũng đành hết cách với anh. Nhớ lại khoảng thời gian đó, mẹ anh than thở rằng tại sao mình lại có đứa con trai không biết nghe lời như vậy nữa. Cô lúc này ngồi bên cạnh nghe mẹ anh nói vậy, thì chỉ biết cười trừ. Đột nhiên bà nhớ tới những món ăn mình làm ở bếp, vội cầm tay kéo cô tới thưởng thức cùng, nhưng thứ cô thấy trên chiếc dĩa trắng tinh là một màu đen u ám. Cô không dám từ chối, vì dù gì bác ấy cất công chuẩn bị một bàn toàn đồ ăn như thế này, cô ngượng ngùng miễn cưỡng khen ngon. Nào ngờ bác ấy liền lấy thìa cho cô nếm thử, nhưng cô vẫn không thử vượt qua nỗi sợ, trong lòng cầu cứu, giờ ai có thể cứu được cô? Bỗng anh xuất hiện, nói Thím Trương, người hầu của nhà này đưa đồ ăn lên. Anh nói rằng Thím Trương có thể nấu những món khác có thể ăn được đừng bận tâm đến mẹ của anh mẹ anh giận dỗi hét toáng lên mẹ biết mẹ nấu dở mà con lúc nào cũng cười nhạo mẹ mẹ sẽ không nấu nữa cô bất giác mỉm cười nhìn phó phụ nhân thứ này trông thật đáng yêu như một em bé cần sự dỗ dành cô liền giải vây bầu không khí này tiến tới bên cạnh mẹ mẹ anh vui vẻ hỏi bác có muốn đi dạo phố cùng cùng cháu không phó phu nhân chúng ta hãy đi ra ngoài thôi mặc kệ anh ấy một mình bà vui vẻ đồng ý hào hứng với ý kiến của cô sau bữa ăn hai người đã ngồi nói nói cười cười rất vui vẻ vô cùng hợp sở thích với nhau nói nhiều tới nỗi khô cả cổ gọi anh pha giúp ly trà còn không quên dặn anh phải đối xử tốt với vợ của mình nhưng cô hoảng hốt không phải bọn con chưa phải mối quan hệ đó đâu ạ à. nhưng mẹ anh khẳng định chỉ muốn cô trở thành con dâu của mình mà không muốn ai cả anh đứng bên cạnh nhìn họ vui vẻ nói cười anh mừng thầm trong bụng anh biết ngay họ sẽ trở thành bạn của nhau mà thế là kế hoạch của anh lại tiến thêm một bước kế hoạch kết hôn cùng với sát sát càng dễ dàng hơn. Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ anh nhớ ra là mình có chuẩn bị quà cho cô nhưng quên mất, rồi đem ra bộ trang sức sáng chói, lấp lánh, thật sang trọng. Nhìn bộ trang sức này không hề rẻ một chút nào. Đây là quà của bà nội phó cận thâm từ hồi mẹ và bố cận thân mới cưới nhau. Rồi bà bắt đầu nói từ món của bộ trang sức sang trọng này vàng ngọc bích trắng này rất tinh xảo, tạo cảm giác ấm áp khi đeo. Đây là ngọc mỡ cừu cực phẩm. Còn có chiếc dây chuyền này được làm từ hổ phách sáp ong hoa điền, có chữ phó được viết theo kiểu chư triện ở bên trong, còn đây là năm đồ trang sức được làm từ vàng với ngọc. Những món trang sức này rất có giá trị và quan trọng đối với phó gia, sẽ được truyền từ các đời tổ tiên của phó gia cho những cô gái kết hôn với đàn ông của phó gia. Bà nói cô cầm lấy những thứ này, rồi những thứ này đều là của cô, dặn cô giữ gìn cẩn thận, cô hoảng hốt. Xanh mặt, không biết có sự nhầm lẫn gì ở đây không, đây đều là những báu vật của phó gia, cô ôm chúng vào lòng vô cùng cẩn thận mẹ anh nói tiếp còn nữa cô sốc ngang vẫn còn nữa hay sao bà lấy trong tập hồ sơ ra đó là sổ đỏ của một biệt thự và cửa hàng bà nói hãy coi đây là quà mà bà tặng cho cô nhân ngày đầu tiên họ gặp mặt cô như hóa đá sốc nặng không nghĩ lại nhiều thứ quý giá lại có thể trao cho cô một cách dễ dàng như vậy bà nói thêm nếu không đủ thì cứ nói với mẹ mẹ sẽ cho con một cái thẻ tín dụng không giới hạn bà rất vui vì từ giờ bà đã có người bạn đồng hành cùng rồi hào hứng hỏi khi nào các con có ý định lấy chứng nhận kết hôn Mẹ đã chờ bao nhiêu năm rồi đó, cô hoảng hốt không được đâu bác, mấy cái này rất có giá trị, con không nhận nổi đâu. Bà tưởng cô không thích những thứ này, liền hỏi cô thích gì bà có thể mua cho cô, rồi đổi qua chủ đề về phòng cách nội thất. Vì bà thấy nhà riêng của anh sau này chính là nhà cưới của anh, nhưng trong nó thì quá tẻ nhạt, bà sẽ trang trí nội thất trong nhà theo kiểu mà cô muốn. Tính tới cả ảnh cưới, ekip chụp ảnh tốt nhất trên thế giới này về để chụp cho cô và anh, cô đúng là sốc toàn tập, không thể tưởng tượng nổi chuyện này khác với tình tiết ném chi phiếu và rồi sau đó nữ chính bỏ đi như trên phim thì bà đã nghĩ về hôn lễ của cô và anh tiết tấu này nhanh quá rồi cô quay về phía sau nơi có anh đứng đó ra ánh mắt cầu cứu còn anh thì vẫn bình thản ngồi nhâm nhi ly trà trên tay như câu chuyện này không hề liên quan gì đến anh cả anh đặt ly trà xuống cạch rồi liếc qua mẹ đừng làm cô ấy sợ anh lên tiếng cô tưởng cuối cùng anh cũng tới giải cứu rồi nhưng anh lại nói con có việc hai người cứ nói nói chuyện tiếp nhé cô không thể để anh chuồn vào lúc này anh đi rồi cô biết cầu cứu ai đây cô hét lớn kéo tay anh ra một góc trong sự ngỡ ngàng của mẹ anh rồi thì thầm vô vàn câu hỏi với anh sao anh không nói trước là mẹ anh sẽ thế này sao anh không khuyên bác ấy chứ tôi không thể lấy những thứ này đâu tôi đã bảo với em rằng bà ấy thúc giục tôi kết hôn nếu em không nhận những thứ này bà ấy sẽ không ngừng nói mất tôi nghĩ em cứ nhận chúng đi nói rồi anh nói cô hãy quay lại nhìn mẹ của anh đi mẹ anh đang đứng sau lưng với gương mặt hớn hở như vừa bắt được vàng cười vô cùng mãn nguyện, cô run rẩy, hoang mang nói không được, cái này là của vợ anh trong tương lai, tôi chỉ là bạn gái đóng giả thôi mà, tôi không thể nhận được. Anh trầm ngâm, giơ tay vuốt nhẹ má cô, vợ tương lai của anh chẳng phải là cô hay sao, nếu có thể, anh còn muốn nhốt cô ở nhà mình. Anh thật sự rất muốn có được cô, anh bừng tỉnh sau tiếng gọi của cô và tiếng vọng lại của mẹ, anh nói em cứ giữ lấy đi, tôi sẽ nói chuyện này với mẹ sau đây thật chẳng giống bất kỳ một gia đình giàu có nào trên tv mà cô đã từng xem cô cũng chợt tỉnh sau tiếng gọi của phó phu nhân sát sắt con có muốn dành chút không gian riêng với cận thâm không hóa ra mẹ anh nghĩ cô gọi anh lại là vì cô nhớ anh rồi cô từ chối nhưng mẹ anh vẫn khẳng định và còn nói thêm chỉ mong hai đứa có baby sớm cho mẹ chơi à không cho mẹ chăm sóc lúc đó hai đứa có thể có không gian riêng rồi cô sững sờ khi nghe mẹ anh nói vậy bà ấy vậy mà muốn có một em bé để chơi cùng rồi cầm tờ giấy ở bàn lên gọi cô lại ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chỉ cần cô ký vào tờ giấy này cô sẽ sở hữu cổ phần của phó thị ngay sau khi cưới trời ơi cô bất ngờ hoảng hốt thậm chí cô còn có cả cổ phần của phó thị cô không thể hiểu tại sao bác ấy có thể tùy ý tặng cổ phiếu của phó thị như vậy nhưng thật ra bà ấy nghĩ là đem cổ phiếu phó thị ra dụ dỗ cô để cô mau chóng đăng ký kết hôn với cận thậm nhưng cô lại từ chối cô toát mồ hôi với những lời đề nghị những món quà của phó phu nhân dành cho cô cô nói phó phu nhân con mới chỉ là bạn gái của phó cận thâm mà thôi nếu chẳng may bọn con chia tay thì không phải mọi người lỗ to hay sao hai chữ chia tay của cô đã khiến cho cả mẹ anh và anh đều giữ người cô quay đầu lại cầu cứu anh giúp mình cô không thể ký thỏa thuận này được nếu như sau này mẹ anh biết biết cô chỉ là một tên lừa đảo khó khăn lắm cô mới trùng sinh được cô còn muốn lo cho bố làm rất nhiều chuyện khác nữa. Cô không muốn dành quãng thời gian còn lại của cuộc đời trong tù đây. Lúc này mẹ anh đứng dậy, tiến lại gần chỗ anh mẹ cảnh cáo con. Đừng nghĩ tới việc bỏ rơi sát sắt, sau này con phải sống cùng con bé nhớ chưa. Anh thẳng thắn trả lời con sẽ không bỏ cô ấy, cô đứng bên này giữ người. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bà quay lại quả quyết nói với cô nếu nó dám làm thế, bác sẽ đánh gãy chân nó luôn, mau ký đi. Cô vô cùng hoang mang, không biết đây có phải mẹ ruột của anh không nữa. Anh đứng bên cạnh bồi thêm ký đi, nếu không bà ấy sẽ không để em đi đâu. Bên trái là mẹ anh, bên phải cô là anh, áp lực quá lớn, cô giành đặt bút ký tên mình vào, lúc này người cô như đông cứng lại. Phó phu nhân tặng cô món quà này, chưa gì đã bằng một nửa gia sản của Nghiêm gia rồi. Anh thì vui thầm đứng đằng sau giờ thì em đừng hòng trốn nữa nhé. Cô định xin phép bà để rời đi nhưng bị bà nắm chặt tay giữ lại chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi shopping sao con dâu mẹ đẹp như thế này mẹ cũng phải trang điểm lộng lẫy một chút cô hoảng hốt không lẽ mẹ anh định tặng quà cho cô nữa hay sao cô sợ cô sẽ là nàng dâu đầu tiên trong lịch sử chết vì sợ những món quà khổng lồ từ mẹ chồng mất cô định từ chối nhưng anh nói mẹ anh thích nhất là đi shopping chưa kịp đợi cô phải ứng mẹ anh đã kéo cô đi ra cửa để cùng đi với mình anh ngồi trong phòng vẫn tư thế đó vẫn nụ cười đó sự bình thản đó anh biết lát nữa chắc chắn mẹ anh sẽ mua rất nhiều đồ cho sắt sắt càng nhiều đồ tốt sắt sắt sẽ càng ái náy với phó gia anh càng dễ dàng theo đuổi cô hơn tới khu mua sắm bà dặn nhân viên gói tất cả những mẫu hàng ở đây lại mang đến địa chỉ đã đặt mà không hề suy nghĩ những mặt hàng này đều là thương hiệu nổi tiếng quốc tế cô choáng ngợp mua nhiều như thế này không biết để đâu mặc đến khi nào mới hết được cô bị đánh bại bởi câu nói của mẹ anh ở nhà có phòng kho con có thể để đồ ở đó Mỗi ngày mặc một bộ, bà bắt đầu tò mò, hong hớt về lần đầu gặp mặt của cô và anh, vô cùng hiếu kỳ vì trước nay bà chưa từng thấy anh tiếp xúc thân mật với bất kỳ cô gái nào. Bà khẳng định nó chắc chắn là rất thích con, trái tim loạn nhịp khi nghe bà nói như vậy, nhiều lúc cô cũng băn khoăn không biết phó cận thâm có thật sự thích mình hay không. Cô không dám tưởng tượng nữa, không thể là phim giả tình thật được, bà vỗ vỗ vai của sát sắt nói hãy nhớ, trái tim của nó đang nằm trong tay con con cứ lạt mềm buộc chặt như có như không với nó bằng cách này nó sẽ cảm thấy hoàn toàn có được con cô như chết lặng không biết cô ấy có phải mẹ ruột của anh hay không tại sao lại cho cô lời khuyên để thu phục con trai mình chứ hai người nói chuyện rất vui vẻ về những người đàn ông của họ bà ấy muốn cô gọi mình bằng mẹ nhưng hình như tiến triển nhanh quá cô chưa thể quen được thế thì bằng chị bà ấy đổi ý muốn trở thành chị em tốt với cô sau khi về tới nhà, đồ mua sắm hôm nay đã được chuyển về nhà, cô hoảng hốt khi nhìn đống đồ chật cứng căn phòng, cô không nghĩ lại mua nhiều như vậy, đồ chất đống mà chuyển cả trung tâm thương mại về nhà, giờ này chắc cận Thâm đang đọc sách ở trong phòng, bà có ý định muốn sát sát ở lại đây hôm nay, cô giật mình, liền từ chối ngay lập tức, dùng ánh mắt đáng thương, nói dạ không được đâu cô ơi, con là sinh viên, con phải về ký túc xá nữa, trường con quản lý nghiêm ngặt lắm ạ, à, nếu con ở bên ngoài cả đêm giáo viên phụ trách sẽ trách phạt con mất cô cảm giác nếu cô ở lại đây thêm một chút nữa thì như cô đang gánh một núi nợ trên người nên phải mau nghĩ cách rời khỏi đây thôi cô giật thót tim với lời đề nghị của bà vậy để cô gọi cho giáo viên của con nhé cô nói rất có sức thuyết phục nha trời ơi nếu cô ấy gọi cả trường sẽ biết đêm nay cô đã ở lại nhà phó ra mất cô vẫn nhất quyết từ chối kéo lời đề nghị của mẹ anh nhưng mẹ anh giả bộ đáng thương vậy phải làm sao đây con trai cô mang bạn gái nó về nhà nhưng có vẻ con bé ghét cô rồi con có thể ở lại chỉ một đêm được không mai con có thể trở về trường mà coi như là bầu bạn với người già này đi cô thật hết cách cô chưa từng nói rằng mình ghét bà mà bà cũng đâu giống người già đâu một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như vậy có thể làm chị em với cô được mà bà năn nỉ tỏ vẻ đáng thương nhào vào lòng cô đè cô xuống ghế hãy ở lại đây bầu bạn với cô nha cô rất cô đơn cô chịu thua rồi cô không thể kháng cự được nữa nên đành phải đồng ý ở lại nhà này tối nay vô cùng thắc mắc không biết bác phó làm sao sống nổi những năm tháng qua đột nhiên anh bước ra nhìn thấy cảnh tượng này anh chỉ sợ mình ra chậm thêm một bước nữa thì mẹ đã ăn cô mất luôn rồi bà cười thân thiện mẹ chỉ đang cố gắng kéo gần khoảng cách với con dâu thôi mà nhưng mẹ chỉ nên làm vậy với bố thôi anh ậm ừm nói rồi kéo cô đứng lên mẹ anh cảm thấy đang đùa vui thì bị anh làm mất hứng bà đứng lên vui vẻ đi dọn phòng cho họ trao cô lại cho anh cô mắt ngấn lệ anh như vị cứu tinh của mình, cô nói phó thiếu, cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao anh cần tôi đóng giả làm bạn gái anh rồi, mẹ anh thật lắm chiêu trò. Đột nhiên mẹ anh quay lại, khiến cô giật mình, mẹ anh dặn anh đóng đồ ở đằng kia đều là quà mẹ mua cho sắt sắt, nhắc anh đừng quên mang chúng về biệt thự của mình đấy. Không quên quay lại phía sắt sắt nói à sắt sắt này, hai đứa yêu nhau rồi thì cứ ngủ riêng nha và thay đổi phong cách ăn mặc mỗi ngày. Ngày nào cũng phải đẹp lồng lộn, để nó cảm thấy muốn ăn nhưng không thể ăn được. Tất nhiên, nếu nửa đêm thằng bé gõ của phòng con thì con có thể hôn nó một cái. Cô đảm bảo nó sẽ mê đắm và không thể nào rời khỏi con. Cô đứng đó cứng cơ người, không thể trả lời bất cứ lời nào. Anh còn nói thêm vậy. Em muốn giam cầm tôi, để tôi muốn mà không được sao. Cô đỏ ửng mặt, hét lớn tôi không bàn chuyện này đâu. Cô tự nói với tôi như thế mà. Nhưng mà tôi không ngại nếu em dùng những chiêu đó với tôi đâu. Hả, anh vừa mới nói gì vậy? Ngày hôm nay với cô quá nhiều cú sốc, cô bắt đầu hiểu ra rằng từ nhỏ đã quen nhìn mẹ anh ấy như thế nên anh ấy cũng đã miễn nhiễm luôn rồi. Chẳng trách sao anh ấy lại không gần gũi với bất kỳ cô gái nào. Cô bước tới phòng làm việc của anh, gõ của cốc, cốc như một con mèo con có lời thỉnh cầu. Gương mặt đáng thương nhìn anh phó thiếu anh nên thu hết những món quà mẹ anh tặng về được chứ. Tôi chỉ là bạn gái đóng giả của anh thôi, cũng tạm tạm rồi nhỉ. Anh trầm ngâm nhìn cô em cứ giữ lấy đi, chỗ quần áo đó đều là sai của em, nếu em không lấy thì chỉ đành vứt chúng thôi, Phó gia không bao giờ nhận lại quà đã tặng, cứ coi như đây là phần thưởng thêm cho việc đóng giả làm bạn gái của anh, người của Phó gia thật hào phóng, cô phải ngã ngửa vì độ chịu chi này, anh tỏa sáng ánh hào phòng vì độ hào phóng này, rồi anh quay ghế lại nói với cô nếu em thật sự muốn trả lại chúng mẹ tôi mà biết được thì bà sẽ lại tặng em mấy món quà khác còn giá trị hơn những món quà ngoài kia nữa đó nhớ lại những chuyện tối nay thì khả năng cao là như vậy lắm cô đành miễn cưỡng chấp nhận chúng vậy đối với phó gia mà nói mấy món đồ này chẳng đáng là bao cả anh an ủi cô em cứ nhận thoải mái đi chút quà này khiến em lo lắng sao cô không nhận chúng bởi vì cô nghĩ trong trường hợp mối quan hệ này thì thật là không được hợp lý lắm anh bất giác mỉm cười anh sẽ làm cho cô cảm thấy cô thích hợp nhận nó và cô cũng sẽ sớm thành cô dâu của anh thôi anh có được cơ hội này liền có một chút đòi hỏi nếu em cảm thấy đắn đo vậy thì em có thể làm thứ gì khác để coi như là bù đắp lại đi cô hoảng hốt này từ đã tôi bán tài năng chứ không bán thân nha mấy người nhà này giàu nhưng toàn không đáng tin chỉ toàn trêu chọc cô anh hỏi cô thì thầm sắt vào tay cô hơi thở của anh làm tay cô nóng lên khuôn mặt đỏ ửng cơ thể bắt đầu run rẩy rồi anh làm ngơ bình tĩnh đi tôi không có hứng thú với cái thân hình bằng phẳng này của em đâu cô lớn tiếng mắng anh mắt anh có vấn đề à tôi mà bằng phẳng á giọng điệu của cô vô cùng tự tin tỏa sáng cùng với thân hình nhấp nhô đúng chỗ này anh còn nói thêm tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ em là người bằng phẳng nhất đấy cô bắt đầu nghiêm túc nói anh nên học hỏi về định nghĩa của sắc đẹp phụ nữ trung quốc thì hơn đối với cô mà nói thân hình này đã vượt xa tiêu chuẩn bình thường rồi đột nhiên anh kéo tay cô lại áp sát mặt vào em vậy Em nghĩ tôi quan tâm tới ngực của em nhiều hơn à? Anh bắt đầu tức giận, khó chịu khi nghe cô nói về cơ thể của bản thân một cách tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ cô cũng rất thoải mái tự nhiên như vậy trước những người đàn ông khác hay sao? Cô nói vậy chẳng qua anh là người đầu tiên chê thân hình cô bằng phẳng. Cô không hiểu được tại sao tự nhiên anh lại tức giận như vậy. Thật vô lý, trong mắt anh hiện giờ, cô như đang quyến rũ anh. Nhưng thứ anh cần bây giờ là phụ vụ nước và massage cho anh khi anh mệt mà thôi. Công việc của một người hầu có chừng đó mà được trả lương như vậy thì thật quá hời rồi cô bắt đầu công việc mới nổi của mình tôi hơi vụng về, hãy tha thứ cho tôi, nếu tôi làm anh khó chịu nha. Sau khi mát xa cho phó thiếu, người cô mồ hôi nhỉ nhại, anh cảm thấy cô không ổn. Hình như cô đang mệt, nhưng cô phủ nhận, chỉ là trước đây cô chưa bao giờ công việc này, nên thắt lưng hơi đau, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại ngay. Chưa để cô nói hết câu thì anh đã đẩy cô xuống, giúp cô mát xa phần vai của mình em mệt rồi thì đến lượt tôi giúp em, anh chê cơ thể của cô sao cứng vậy khiến anh dùng sức rất nhiều nhưng điều đó là bình thường đa số mọi người đều bị như vậy vì họ hay ngồi làm việc với máy tính và điện thoại cả ngày anh làm cô đau hết cả người cô ý kiến trong nước mắt có ai phục vụ người hầu của họ như anh không gương mặt nũng điệu của cô làm cho anh không kìm được lòng mình mặt anh đỏ ửng anh chỉ muốn giúp cô thư giãn mà thôi cô hét toáng lên vì đau anh nhẹ nhàng ghé sát tai cô hỏi cô đau ở đâu để anh có thể giúp cô thoải mái hơn đau ở mọi nơi anh nhẹ nhàng thôi anh nói lưng em thật cứng Tôi nghĩ cần mát xa từ trên xuống dưới, di chuyển từ từ, cô ê ẩm hết cả người, thật sự rất đau, bàn tay của anh thật nóng. Đặt lên lưng cô qua chiếc váy ấy mà cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng, liệu có phải là nhiệt độ của con trai thường cao hơn không nhỉ, còn bây giờ cô đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi. Có lẽ do cô đã quá quen với cơn đau, hoặc có thể do bàn tay của anh ấy đã xoa dịu cơn đau của mình, sự dễ chịu này khiến cô như một con mèo con nằm ngoan ngoãn để được vuốt ve anh bắt đầu massage những chỗ khác nữa nhấn nhẹ nhàng vào cơ thể cô khiến cơ thể cô mềm nhũn không còn một chút sức lực nào đúng thật là kỳ lạ cô cầu xin anh hãy dừng tay lại cơ thể cô đang bắt đầu nóng dần lên không còn kiểm soát được nữa anh thì thầm vào lỗ tai cô ý em là thoải mái tôi có thể làm cho em thoải mái hơn cô hét toáng lên phó thiếu không khiến cô kêu lên ưng a à, cô bị bất ngờ với chính bản thân mình không thể tin được cơ thể cô ê ẩm anh nhìn cô bắt đầu không thể kiểm soát được bản thân mình nữa tiến lại gần cô cô liền bật dậy chạy ngay ra ngoài tôi tôi ổn tôi sẽ đi pha trà cho anh cô cảm thấy thật xấu hổ không còn có mặt mũi nào để nhìn anh nữa anh ở trong căn phòng đó hồi tưởng lại dáng vẻ của cô khi nãy thật là dễ thương anh dường như không thể kiềm chế được bản thân mình cơ thể của cô quá nhạy cảm anh không biết mình nên làm gì nữa đây bất giác anh sờ lên chiếc bàn vừa nãy cô dựa lên cảm thấy thật ấm áp là hơi ấm của cơ thể cô sau khi cô chạy ra phía bên ngoài dừng lại thở hỗn hển phó thiếu chỉ giúp cô xoa bóp thôi mà cô không hiểu cô đang bị sao nữa mặt cô đỏ ửng lên cảm thấy thật xấu hổ về sau không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây nữa đúng lúc cánh của bên cạnh mở ra là phó phu phân bà thấy cô thở hổn hển mặt đỏ ửng lên giật mình khi thấy bà thì bà đã tự suy diễn ra vấn đề cảm thấy hạnh phúc vô cùng cảm thán đứa con trai của mình ôi tuổi trẻ đúng là mãnh liệt thiệt nha con trai mẹ làm tốt lắm, quay sang nhìn nói với sắt 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 sắt, con còn đứng được không, đừng gượng ép bản thân, mau ngồi xuống đi, cô phủ nhận, lắc đầu liền tục không. Chuyện không như cô nghĩ đâu, nhưng phó phu nhân vẫn nhiệt tình giúp đỡ cô ngồi xuống ái ra, cô cũng từng trải qua chuyện đó rồi mà, sự xuất hiện của cháu cô cũng sẽ không ảnh hưởng tới lễ cưới đâu. Cô sẽ chuẩn bị thật nhiều loại váy cưới cho con, đừng lo lắng, dù sao thì cô cũng sẽ tìm được chiếc váy phù hợp nhất với con mà thôi, nhưng cô liên tục phủ nhận con con chỉ là pha trà thôi, với lại do con chạy nhanh quá nên thở có chút gấp, rồi cô đánh trống lảng, cố gắng đổi chủ đề, hỏi mẹ anh à đúng rồi cô, trong này nhiều loại trà như vậy, không biết cận thâm anh ấy thích loại trà nào vậy ạ, à? nhưng vẫn không thành, mẹ anh lại nghĩ theo một chiều hướng hoàn toàn khác mà đến cô cũng không thể ngờ tới được cô hiểu rồi, con cần bổ sung nước sau khi làm chuyện đó phải không? nhưng rồi mẹ anh quay ngoắt lại kéo cô trở lại phòng làm việc của anh với giọng bực tức nhưng mà đứa ngốc đó sao lại dám để con đi pha trà thế? một người đàn ông thì nên chăm sóc người phụ nữ của mình chứ nó không xứng đáng làm bạn trai con cô ra sức giải thích rằng điều vừa rồi mẹ anh nói là không phải chỉ là cô muốn pha trà cho anh ấy mà thôi từ đằng xa có tiếng vọng tới trà bích loa xuân là anh anh thích bích loa xuân cô và anh nhằm nhằm nhìn nhau đột nhiên cô quay ngoắt người về phía nơi cất đựng tràn nhưng cô tìm không thấy mẹ anh lườm pha cho nó loại trà nào mà chẳng được nó không thường xuyên về nhà với lại trong nhà này chẳng ai thích uống bích loa xuân cả nhìn họ cãi vã trong thật dễ thương. Cô nấu nước để pha trà cho anh, nhưng anh lại sợ nóng làm phỏng tay cô. Anh với tới, tay anh bất chợt chạm nhẹ vào tay cô, cô cả hai bắt đầu ngượng ngùng, cô khẽ cảm ơn anh. Mẹ anh đứng đằng sau nhìn chầm chầm về phía họ, cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhìn biểu cảm, không khí giữa hai người. Mẹ anh càng chắc chắn hơn với những phán đoán của mình, nếu mà như thế này thì mẹ anh sẽ sớm có cháu bế bồng thôi rồi bà đẩy hai người đi nào nào phòng cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi hai đứa mau nghỉ ngơi đi nhưng chỉ có một phòng mà thôi cô hét toáng lên cái này hình như không thích hợp cho lắm mẹ anh cười rồi vờ giải thích thời gian gấp rút quá nên mẹ chỉ kịp dọn một phòng thôi cô vội nói tới cô à con có thể ngủ cùng với cô mà nhưng mẹ anh nhất quyết không đồng ý không được nhớ nửa đêm bố nó về thì biết phải làm sao đây mẹ cô cũng rất thích có người bầu bạn cùng có ý định thay đổi suy nghĩ chỉ ngủ cùng một đêm chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hai người mắt long lanh nhìn nhau, anh bế cô rồi nói với mẹ mình không cần đâu mẹ, mẹ ngủ ngon, không tiễn, rồi anh đóng cửa rầm, cô bực tức phụng phịu đứng ngoài cửa thằng nhóc thối, còn dám đuổi cả mẹ. Nhưng mà nể mặt con dâu nên mẹ không thèm tính toán với mày đấy thôi, bà ghé sát vào cửa thì thầm mau chóng sinh cháu cho mẹ, mau chóng sinh cháu cho mẹ. Bên trong căn phòng, không khí ngượng ngùng bao ngủ, mỗi người ngồi một góc, cô nghĩ chỉ có một cái giường như thế này, vậy một người phải xuống đất nằm nhỉ? Thật chẳng thoải mái tí nào, phải trả qua đêm này như thế nào đây? Đột nhiên cô đứng dậy, "Tôi có thể ngủ phòng khách, anh giữ cô lại đợi đã. Mẹ tôi vẫn còn đang chờ ngoài kia, nếu bây giờ em ra ngoài, bà ấy sẽ tìm vô vàn lý do để buộc em trở lại đây nữa mà thôi. Không biết có cách nào khiến cô ấy rời khỏi đây sớm được không nhỉ?" Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với cô, "Nếu nghe được âm thanh mong đợi, có thể bà ấy sẽ rời đi sớm thôi." cô vẫn chưa hiểu âm thanh mà bà ấy mong đợi là âm thanh gì đây ví dụ âm thanh chúng ta tao ra khi vận động nói rồi anh kéo cô lên giường cô hoảng hốt hét lên không chúng ta không thể chúng ta chỉ đóng giả người yêu mà thôi không ngừng lại phó thiếu tôi chưa từng làm qua chuyện này bao giờ cả cô thảm thiết cầu xin anh anh nghiêm túc nói đừng lo tôi có thể dạy cho em chút nữa có lẽ sẽ thấy nóng một chút em cũng nên cởi quần áo của mình đi cơ thể cô nóng dần bắt đầu run rẩy xin anh đừng mà đây là lần đầu tiên của tôi tôi không muốn như vậy anh chỉ gừ một tiếng rồi nhẹ nhàng áp sát mặt mình vào mặt cô lần đầu tiên của em em đang nghĩ cái gì vậy vận động mà tôi nói chỉ là gập bụng chúng ta hãy thay phiên nhau làm cô hoảng hốt gập bụng gập bụng ư thế tại sao anh lại dùng từ ngữ mờ ám như vận động trên giường tôi chỉ muốn nhấn mạng là chúng ta làm gì đó trên giường đó là cách duy nhất khiến mẹ tôi vừa ý thì ra ý anh nói là nghĩa đen thật xấu hổ lúc này cô chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà thôi